Chương 1620, Kiếm thần Côn Luân thoại nguyên nguyên 2. Kiếm thần tiếp tục nói, mẹ ta chính là Tây Côn Luân Tây Vương mẫu đời trước, cùng cha ta yêu nhau, sinh ra ta, từ nhỏ đều là cha ta truyền kiếm thuật cho ta. Cha ta thật ra mới là chân chính Thiên Hạ đệ nhất kiếm. Nhưng mà người cảm thấy có lỗi với mẹ ta, mẹ ta sinh ra ta, đã khó sinh mà chết. Vì bù đắp cho ta, bù đắp cho Côn Luân, người quyết định đem danh hiệu Thiên Hạ đệ nhất đưa cho ta, đưa cho Côn Luân. Như vậy cả đời ta chính là liều mạng luyện kiếm khiêu chiến thiên hạ quần hùng trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm nhưng mà ta không vui ta không thích hư danh thiên hạ đệ nhất này ta cũng không thích trọng trách côn luân canh giữ thiên hạ này nhưng mà không có biện pháp ta đã gánh trên lưng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới lạc ly nhịn không được nói vậy vậy tiếu ngư kiếm thần cười nói khi ở thần độn tông người đã biết tên thật của ta tiếu ngư chính là ta ta chính là tiếu ngư khi đó ta rất không cam lòng mà hiện tại Tây Vương Mẫu rất yêu ta, vì thoát nàng, vì thế Tiếu Ngư liền sinh ra. Đột nhiên, bên ngoài sông vào một nữ tử, trong miệng hô, Lạc Ly Đại Ca, người đến thăm ta. Lạc Ly quay đầu xem, chính là Diệp Tiếu Ngư, nhưng mà một khắc này Diệp Tiếu Ngư cùng lần trước thấy, hoàn toàn khác nhau, nàng mi dài, hai mắt sắc bén, mũi cử như đao, ngũ quan mặt mày đều rõ ràng giống như đao khắc kiếm hoạch, da thịt như ngọc, mềm mại trắng nõn. Cùng lúc đó ở trong Đông Hải, lạc ly nhìn thấy kiếm thần nữ trang như giống đúc trong nháy mắt kiếm thần trên người kiếm khí xuất hiện nàng lại biến thành tồn tại cao cao tại thượng chỉ có thể được người ngẩng lên nhìn lạc ly không biết nói cái gì cho tốt lúc này hai người hầu theo diệp tiếu ngư cùng nhau tiến nhập nói chủ nhân tiểu công chúa chúng ta đã kêu trở về hai người này tốc độ tìm được diệp tiếu ngư so với kiếm thần tính toán nhanh hơn bọn họ không muốn lạc ly cùng kiếm thần đơn độc cùng một chỗ thời gian quá dài phía trên thạch đài kiếm thần khôi phục hình dạng tôn nghiêm vốn có, chậm rãi nói. Tốt, Tiếu Ngư, Lạc Ly cố ý lại đây thăm con. Diệp Tiếu Ngư nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly đại ca, thực sao? Người đến thăm ta, Lạc Ly chỉ có thể thuận ứng nói, đúng, ta lại đây thăm muội những năm này ta vẫn tu luyện lúc này mới tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, năm ấy đã nói ta muốn đến Côn Luân gặp muội cho nên ta đến đây. Diệp Tiếu Ngư cao hứng cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, may mắn huynh tới sớm mấy ngày, bằng không chúng ta đi rồi lạc ly sửng sốt nói đi rồi muội muốn đi nơi nào diệp tiếu ngư nói còn có một đoạn thời gian tây côn luân bên kia sẽ tiến hành thánh nữ tế mỗi khi đến lúc này cha ta đều sẽ rời khỏi côn luân tránh đi tây côn luân thánh nữ tế lại có vài ngày chúng ta sẽ xuất phát đi tới thái bạch phong thăm gia ra lạc ly gật đầu may mắn mình đến sớm một bước diệp tiếu ngư nhìn về phía kiếm thần đột nhiên nhíu mày sau đó nhìn về phía lạc ly nói Lạc Ly đại ca, huynh thật sự là đến thăm ta." Lạc Ly nói, "Đúng." Diệp Tiếu Ngư đột nhiên sắc mặt lạnh như băng nói, "Huynh đưa lễ vật bên kia là cửu giai thần kiếm, vậy lễ vật của ta đâu?" "Lễ vật?" Lạc Ly trong lòng nhảy dựng, sao lại có loại cảm giác ghen tuông tranh phong đây? Nhưng mà Lạc Ly trong lòng lập tức bình tĩnh, may mắn sớm có chuẩn bị, hắn đưa tay ra, xuất ra một niết bàn chi tâm, niết bàn chi tâm này chứa ở bên trong hộp gỗ huyền giai thiên địa linh mộc chế tạo tỏa ra ánh bảy màu, vô cùng mỹ lệ. Lạc Ly nói, đến đây sao có thể không có lễ vật. Nói xong đem cái này đưa cho Diệp Tiếu Ngư. Diệp Tiếu Ngư tiếp lấy xem, đan dược này lớn bằng long nhãn, phía trên đan dược, phóng ra ngoài từng đạo hào quang năm màu, trong đó đan dược một nửa đen, một nửa trắng, bộ phận đen trắng không tự chủ được xoay tròn. Tinh tế quan sát, bên trong giống như chứa hỏa diễm vô tận, ở trong hỏa diễm kia, giống như có một phượng hoàng, ở trong hỏa trùng bay múa. Diệp Tiếu Ngư nhất thời mở lớn miệng nói, Niết Bàn chi tâm. Sau đó nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly đại ca, cái này, cái này cũng quá chân quý đi. Lạc Ly cười nói, chỉ cần muội cao hứng là tốt rồi. Diệp Tiếu Ngư nhất thời cười, thật sự là vô cùng cao hứng, bởi vì Lạc Ly chuẩn bị lễ vật cho nàng, thật sự là lại đây thăm nàng, cái này làm cho nàng vạn phần cao hứng. Lúc này, phó dịch của kiếm thần toàn bộ đã quay về, kiếm thần ở phía trên cao tọa chậm rãi nói. Tiếu Ngư, con dẫn lạc ly đến côn luân du lịch một phen đi đúng đi chỗ bất tử thụ đó kiếm vận khí sau đó nàng nhìn hướng lạc ly nói lạc ly người có nhu cầu gì cứ nói cùng tiếu ngư ở côn luân ta gần như không có thứ gì không thể thỏa mãn nguyện vọng lạc ly hành lễ nói đa tạ tiền bối lạc ly còn muốn nói cái gì bị diệp tiếu ngư lôi kéo nói đi đi lạc ly đại ca chúng ta đi nhanh đi nói xong nàng liền kéo lạc ly giống đào tẩu vậy rời khỏi đại điện sau đó Diệp Tiếu Ngư nói, "Truyền Tống, Bất Tử Sơn." Trong nháy mắt, hai người lóe lên, truyền Tống rời khỏi chỗ này, đi tới phía trên một tòa núi cao. Tòa núi này nguy nga cao ngất, nhưng mà núi nọ toàn thân giống như từ thiết thạch màu đen tạo thành vậy. Diệp Tiếu Ngư ở đây nói, "Lạc Ly đại ca, chỗ này chính là Bất Tử Sơn, sở dĩ tên là Bất Tử Sơn, là vì đỉnh núi có Côn Luân Bất Tử Thụ." Lạc Ly nhịn không được nói, "Côn Luân, Bất Tử Thụ." Diệp Tiếu Ngư nói, "Đúng." trong hoài nam tử hình huấn ghi chép côn luân hư thượng hữu mộc hòa kỳ tu ngũ tầm. châu thụ ngọc thụ toàn thụ bất tử thụ ở tây này bác phật trí quyển tám có viên khâu sơn trên có bất tử thụ ăn vào thêm thọ cũng có xích tuyền uống không già bất tử cũng xưng cam mộc thọ mộc trường sinh thụ trong truyền thuyết có thể làm cho người ta trường sinh bất tử cũng có thể làm cho người chết sống lại bất tử thụ này là đặc sản côn luân ta trong đó sẽ sinh một loại bất tử quả ăn một quả, có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Lạc Ly nói, ngàn năm thọ mệnh. Diệp Tiếu Ngư nói, đúng, Lạc Ly đại ca, ta xem người giống như thiên thọ chịu tổn, ít nhất tổn mất 600 năm thọ mệnh. Cảnh giới Nguyên Anh, cho dù đại viên mãn, chỉ có 5.000 năm thiên thọ, huynh đã tổn thất một phần 10, 10 phần đáng tiếc, sẽ ảnh hưởng huynh đại đạo đi tới. Nguyên Anh tấn thăng hóa thần, có thể sẽ thực dễ dàng, nhưng mà hóa thần tấn thăng phản hư, lại vạn phần gian nan, hơn nữa chỉ có 3.000 năm thời gian, cho nên chúng ta ở cảnh giới nguyên anh cần chuẩn bị nhiều hơn, không thể nóng vội tấn thăng cảnh giới. Cho nên ta đưa huynh đến đây, chỉ cần được một bất tử quả là có thể tăng thọ ngàn năm. Nếu huynh vận khí tốt, có thể được mấy bất tử quả, ăn vào có thể gia tăng mấy ngàn năm thiên thọ, bất tử quả này không có dược tính hạn chế, có thể ăn vào lặp đi lặp lại, ăn một quả, tăng thọ ngàn năm. Chương 970, côn cô luân hư thượng bất tử thụ. Lạc Ly nói, còn có chuyện tốt như vậy, tùy tiện ăn ăn một quả gia tăng ngàn năm thọ mệnh, ta nhớ kỹ linh dược tăng thọ, đều có hạn chế, không có khả năng gia tăng thọ mệnh vô tận. Diệp Tiếu Ngư nói, chính là như thế, bằng không bất tử quả này, làm sao mà quý trọng như thế. Bất quá, ăn một bất tử quả, cần thời gian 3 năm mới có thể luyện hóa. Mặt khác, Lạc Ly đại ca, huynh không cần nghĩ bất tử quả này, dễ dàng như được vậy. Chỗ này gia tăng là thiên thọ, tiến nhập cảnh giới hóa thần, thiên thọ biến mất, đến tận đây đã không còn thọ mệnh hạn chế. Nhưng mà, tiến nhập cảnh giới hóa thần, lôi kiếp không ngừng, nếu trong 3.000 năm, không thể tiến nhập cảnh giới phản hư, tất nhiên bị lôi kiếp luyện hóa. Cho dù tiến nhập cảnh giới phản hư, đã không còn nguy cơ thọ mệnh cùng thiên kiếp, nhưng mà phản hư nắm giữ thiên đạo pháp tác lực, sẽ thời khắc đem phản hư chân nhất đồng hóa bên trong thiên đạo. Đây là nguy hóa trần, không có một phản hư chân nhất, có thể kháng qua ba vạn năm. Ngay tại lúc này, bên người lạc ly, xoát xoát xoát, có người truyền tống đến đây. Truyền mắt, ở đây có 6 tu sĩ, đều là nguyên anh chân quân, hoặc là xuất ca tuấn Mỹ, hoặc là tráng hán hào sảng, hoặc là thanh niên anh tuấn, hoặc là nam tử thành thục. Nguyên anh chân quân này xuất hiện, nhìn về phía Diệp Tiếu Ngư, liền chào hỏi. Tiếu Ngư muội muội người ở chỗ này, đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Tiếu Ngư sư tỷ tiểu đệ có lễ. Tiếu Ngư sư muội người khỏe. Diệp Tiếu Ngư nhất nhất trả lời, tươi cười đầy mặt. Sau đó nàng hướng tới Lạc Ly truyền âm nói, rồi nhặng đến, Lạc Ly cười, truyền âm hồi đáp cái gì ruồi nhặng. Diệp Tiếu Ngư nói, giống như đám người tiêu ức tình năm ấy, tiếp cận ta, thật ra đều là có mục đích khác. Lúc này có người nhìn về phía Lạc Ly, cười nói Tiếu Ngư sư muội, vị đạo hữu này là. Diệp Tiếu Ngư nói, vị này là hốn nguyên tông Lạc Ly đại ca. Bạn tốt của ta, tu sĩ này lập tức nhìn về phía Lạc Ly nói, tại hạ kỳ quang chân quân Xuân Sơn hậu thổ tông, ra mắt Lạc Ly đạo hiếu tu sĩ khác phân biệt giới thiệu, tại hạ Trần Hảo Trân Quân Lãng Phong Đại Đạo Tông, ra mắt Lạc Ly Đạo Hiếu. Tại hạ Long Mộ Hàn Quang Bích Hải Xuyên Kiếm Phái, ra mắt Lạc Ly Đạo Hiếu. Tại hạ Cổ Khiêm Trân Quân Nguyên Thất Tông, ra mắt Lạc Ly Đạo Hiếu. Tại hạ Trần Bình cử Vũ Luân Kim Linh Tông, ra mắt Lạc Ly Đạo Hiếu. Bọn họ từng người giới thiệu ra môn, rõ ràng đều là đệ tử tông môn người đại chi nhánh Côn Luân, mặc dù không ai nói địa vị của mình ở trong môn, nhưng mà mơ hồ có thể thấy, đều là người nổi bật trong 10 đại chi nhánh Côn Luân này. Bọn họ báo danh xong, sau đó liền vây lấy Diệp Tiếu Ngư, người một câu, ta một câu, xảo diệu đem Lạc Ly cùng Diệp Tiếu Ngư tách ra, Lạc Ly nhịn không được lắc đầu. Diệp Tiếu Ngư bị bọn họ quấn lấy, nhưng cũng không phát hỏa, người một câu, ta ứng phó một câu, rất chu đáo. Lạc Ly nhíu mày, thời gian quả nhiên cải biến tất cả, Diệp Tiếu Ngư trước kia hiệu xưng Côn Luân ma nữ, cũng sẽ giao về ứng phó như thế. Ai biết bất quá nói vài câu lạc ly liền nghe diệp tiếu ngư nói tốt rồi một lần này các người ai đi chỗ băng băng phương phương các nàng chúc mừng các nàng sẽ trở thành côn luân thánh nữ lời này vừa nói ra nhất thời sáu tu sĩ nọ toàn bộ ngậm miệng mặt lộ vẻ ngượng ngùng kỳ quang chân quân nói tiếu ngư muội muội chúng ta đều trêu cợt các nàng mấy mấy trăm năm vẫn là coi như hết cổ khiêm chân quân cũng nói đúng chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp đều đã nghĩ đến còn lại đám người băng băng phương phương đều đã không sợ chúng ta trêu cợt. Nói lại các nàng nơi đó có đám người, Lý Ngân Lâu, Hạ Thông Thiên không dễ trêu cợt giống như trước kia. Diệp Tiếu Ngư nhất thời thần sắc ngưng lại nói, cái gì chọc ghẹo, chúng ta là kiên cố đạo tâm các nàng. Các nàng lập tức sẽ trở thành thánh nữ, chỉ cần trở thành thánh nữ, chúng ta liền đối với các nàng không hề có biện pháp, đây là cơ hội cuối cùng, các người không đi, về sau liền vĩnh viễn không cần gặp ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời chân quân này, người liếc mắt nhìn ta một cái, ta liếc mắt nhìn ngươi một cái, lòng mộ hàn nói ta đi. Nhất thời mấy người khác cũng liền nói ta đi, ta đi. Diệp Tiếu Ngư cười nói tốt, có màn gì mới, nhớ kỹ cho ta biết. Trong nháy mắt Nguyên Anh chân quân này, toàn bộ biến mất. Nhìn thấy bọn họ biến mất, Diệp Tiếu Ngư thở ra một hơi dài nói, có thể tính là lừa dối đi rồi. Lạc Ly lại lắc đầu, thật sự là xem không hiểu, đám người này đều đã là Nguyên Anh chân quân, sao lại vẫn giống như tiểu hài tử tranh phong ghen tuông. Diệp Tiếu Ngư nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly đại ca, có phải còn nghĩ chúng ta đây là giống như tiểu hài tử, chọc ghẹo chơi đùa hay không? Lạc Ly không có trả lời, nhưng mà vẻ mặt đại biểu tất cả. Diệp Tiếu Ngư nói, nếu nghĩ như vậy, Lạc Ly đại ca, huynh đã nghĩ sai rồi. Đám người này, không ai không phải hạng cáo giả, ở trước mặt ta giả thiên chân, giả khả ái, tưởng ta khờ sao. Nói đến chỗ này Diệp Tiếu Ngư hừ lạnh một cái, sau đó tiếp tục nói, Lạc Ly đại ca, chúng ta chỗ này là côn luân, không giống ngoại vực các người, ý kiến không hợp, có thể bạt kiếm đánh nhau, sau so người chết ta sống. Chúng ta chỗ này không được, ở côn luân, có vô số cấm chế, căn bản không thể thống thống khoái khoái tuyệt chết sống, chỉ có thể dựa vào một ít thủ đoạn ở sau đài khác. Thủ đoạn này, đánh danh hiệu là chơi đùa chọc phá, phá hoại đạo tâm đối phương. Lúc mới bắt đầu, có thể trở thành thánh nữ Tây Côn Luân tổng cộng có 27 người, ở dưới ta nhiều năm phá hoại, hiện tại chỉ còn lại 8 người lạc ly nghe lời này không biết nói cái gì cho tốt diệp thiếu ngư lại nói lạc ly đại ca huynh không phải là cảm thấy ta thực hắc ám thật ra các nàng cũng là đối với ta như thế mới vừa rồi sáu người nọ tưởng ta không biết thật ra mỗi một người bọn họ cùng tám thánh nữ còn lại có liên hệ bí mật những người bị phá đạo tâm không cách nào kiên trì được nói như thế chẳng thà nói bị đồng bạn đánh ta để bọn họ đi qua bọn họ thật ra cũng là thuận nước đẩy thuyền thật ra cái này cũng bất quá là một phần tử trong rất nhiều kế hoạch của ta đàn tiểu sử này hư 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 lúc này côn luân ma nữ năm ấy dần dần lộ ra răng nanh lạc ly nhịn không được nói cần gì vậy tội gì chứ diệp tiếu ngư nói ta làm như vậy thực đơn giản bởi vì ta cũng muốn làm côn luân thánh nữ này chỉ có làm côn luân thánh nữ mới có khả năng trở thành côn luân tây vương mẫu bà nội ta vốn chính là côn luân tây vương mẫu cha ta nói tới chỗ này Diệp Tiếu Ngư cười nói, ta có trực giác, mặc dù hai người đều giấu ta, nhưng mà ta biết huynh có thể là ngoài mẹ con chúng ta, người duy nhất biết bí mật này. Cha ta, hừ, chuẩn xác nói là mẹ ta, người vốn phải kế thừa Tây Vương Mẫu, nhưng mà nàng lại bỏ qua gia nghiệp Tây Côn Luân, thành kiếm thần. 300 năm này, ta đã cố gắng qua, ta liều mạng luyện kiếm, nhưng mà ta không có thiên phú này, cho nên, ta chỉ có thể trở thành Côn Luân Tây Vương Mẫu, bởi vì ta là nữ nhi kiếm thần, ta sẽ không để cho người mất thể diện mươi 971, ngã hữu song thủ trực trung thủ một Lạc Ly đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiếu Ngư, ánh mắt thật lâu không nhúc nhích, sau đó nói. Tiếu Ngư, muội sai rồi. Diệp Tiếu Ngư sửng sốt nói, ta sai rồi. Lạc Ly nói, thà đứng thẳng chứ không chịu cúi cong. Muội đã muốn Tây Vương mẫu vị, thực đơn giản, không cần sử dụng âm mưu quỷ kế này, chính mình muốn, vậy tranh thủ. Cần gì phải đấu đá kiểu như vậy, kiếm thần, chính là biết cái này, cho nên người một lòng luyện kiếm, dựa vào kiếm trong tay, muốn cái gì thì lấy cái đó. Diệp Tiếu Ngư rụt rè nói, nhưng mà, nhưng mà, ta luyện kiếm không thành. Lạc Ly nói, vậy tu pháp, vậy luyện ma, vậy ngộ đạo. Nhân tộc tu luyện đại đạo 18 đường, mỗi đường đại đạo đồng hốn nguyên. Thứ mà không phải bọn họ cho, cho cũng không cam tâm tình nguyện, cần chính mình tranh thủ, chính mình đi lấy. Diệp Tiếu Ngư thật lâu không lời nào để nói. Lạc Ly nói, đi, chúng ta đi lên, đi hái bất tử quả bất tử thụ nọ nói xong hắn hướng trên núi đi đến núi này giống như tinh thiết luyện chế đi về phía trước trên núi đều là cây cối cây cối này rõ ràng đều là các loại kim loại hóa thành cây cối này vừa là cây cối vừa là kim loại cây cối này giống như đao kiếm che đường đi diệp tiếu ngư nói đợi một chút lạc ly ca ta chỗ này có côn luân bí pháp có thể mở ra cây cối này mở ra thông đạo chúng ta tới chỗ bất tử thụ cầu hái quả bất quá bất tử quả này cũng không phải là dễ được đến, toàn dựa vào tâm tình bất tử thụ lão nhân ra, lão muốn cho huynh, lão sẽ cho huynh, lão không cho huynh, vậy không có biện pháp. Lạc ly đại ca, nếu lão không cho huynh bất tử quả, ta chỗ này còn có một quả, dù sao ta thiên thọ còn không ít, ta có thể đem nó cho huynh. Lạc ly lắc đầu nói, không, tiếu ngư, ta mới nói thả đứng thẳng chứ không chịu cúi cong. Cho nên không xem thái độ của hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, bất tử quả này, ta lấy định rồi hắn không muốn cho, ta đây liền tự mình lấy. Nói xong, Lạc Ly ra tay, một trường càn khôn, thiết thụ chắn ở trước người hắn, lập tức vỡ nát. Diệp Tiếu Ngư Đại Kinh nói, Lạc Ly đại ca, ngươi làm cái gì? Lạc Ly nói, bọn chúng chắn đường ta, cho nên ta giết vào. Diệp Tiếu Ngư không biết, Lạc Ly đến đây, lập tức cảm giác được một đạo thần niệm. Tích tích tích, xác định thân phận, thập tứ đảng dũng nghị tử tước, địa hỏa long hảo yếu tắc đại thống lĩnh Lạc Ly nghe rõ, Người có tư cách tham gia lần thí luyện này. Lần thí luyện này, tiên tần bất tử thụ thí luyện trường, thập lục đẳng nam tước trở lên đều có thể tiến nhập bổn thí luyện trường, lấy lực chính mình, tiến vào càng nhiều, thưởng càng nhiều, dựa vào ngoại lực, thưởng càng ít. Người thí luyện xin chú ý, người thí luyện xin chú ý, thí luyện bắt đầu, thí luyện bắt đầu. Tin tức này chỉ có đạt tới tiên tần tước vị ngoài thập lục đẳng mới có thể thu được, thật ra nơi đây chính là một chỗ tu luyện phúc địa tiên tần đế quốc. Sau này không người thí luyện dựa theo quy củ trước kia, Phúc Địa sẽ đem một ít bất tử quả dư thừa, cấp cho hậu nhân Côn Luân phái canh giữ nơi đây. Cho nên Lạc Ly lập tức xông vào trong rừng bất tử thụ này. Một trường càn khôn, thần túc đạp, lập tức vô số thiết thụ, bị Lạc Ly đánh nát. Diệp Tiếu Ngư nhìn Lạc Ly đại sát bốn phương, mà rừng bất tử thụ này cũng giống như sống dậy, vô số cây cối bắt đầu biến hình duỗi thân. Vô số thụ diệp giống như lợi nhật, chảm hướng Lạc Ly. Trong nháy mắt, Giống như bọn họ hóa thành vô số tu sĩ, ngầm có ý trận pháp vô thượng, vây công Lạc Ly. Lạc Ly cười ha ha, oanh, quần sơn vô tận xuất hiện, ở dưới quần sơn, toàn bộ cây cối vỡ nát. Sau đó, oanh, quang hải vô tận xuất hiện, giữa sơn hải, Lạc Ly hoành hành. Diệp Tiếu Ngư đi theo phía sau Lạc Ly, ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Truyền mắt, màng thiên địa thiết thụ này, toàn bộ vỡ nát, đều hóa thành bụi, Lạc Ly tiến về phía trước. Khi bắt đầu lên núi, cây cối rậm rạp đợi cho đi xa, cây cối càng thưa thớt, bởi vì tinh thiết thụ năm sống càng nhiều, cần không gian càng lớn. Đại thụ này, lại càng lợi hại, nếu nói đại thụ dưới núi này tương đương cho cảnh giới kim đan, thì đại thụ này tương đương với cảnh giới nguyên anh. Lạc ly vung tay, một đạo hỏa diễm vẫn thạch hạ xuống, oanh, phương viên trăm trường hóa thành bụi, sau đó một cự nhân chậm rãi đứng lên, lạc ly lôi kéo diệp tiếu ngư, chính là tung người, đứng thẳng ở trên người cự nhân, sau đó sơn hải xuất hiện, giữa sơn hải, băng hỏa cửu trọng đại thụ bị đánh ngã, không ngừng hóa thành bụi, bọn chúng sẽ có tàn dư xuất hiện, là các loại viên cầu kim loại, lạc ly đem chúng nhất nhất thu hồi, rõ ràng phát hiện, thế mà đều là thiên địa linh vật. Đây đều là huyền giai thiên địa linh kim, tổng cộng 33 loại, không đồng nhất. Lạc ly đã thu thập hơn 3.000 phần thiên địa linh kim. Lạc ly nhất thời cũng có chiến ý, thu hoạch càng nhiều. Gần như hắn không đi nữa, chỉ ở đây thu gặt. Tiếp theo hướng về phía trước, hướng lên trên, cây cối lại biến đổi, thực lực mạnh hơn, đối mặt bọn chúng, lạc ly dốc tận toàn lực, cửu đại thần huy, tứ đại hỏa tuyệt, lặp đi lặp lại sử dụng, giết, giết, giết. Một lần này là dốc toàn lực, đại thụ này, thật tại lợi hại, khó có thể kích sát. Càng là gian nan, chỗ tốt càng nhiều, đại thụ này, lưu lại là thụ tâm, thụ tâm nọ rõ ràng chính là địa giai thiên địa linh mộc. Thật sự là thống khoái. Lạc Ly góp nhặt ước chừng 700 phần địa giai linh mộc, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Lại đi về phía trước trăm dặm, Phía trước đã không còn cây bình thường, chỉ có 12 thụ nhân kỳ dị. 12 thụ nhân kỳ dị này chính là trận chiến thí luyện cuối cùng lần này, chiến này là tử chiến. Thụ nhân này, mỗi cái cứng rắn như sắt thép, lạc ly toàn bộ pháp thuật, bất luận là sơn hải hay là hỏa hải phần thiên, phần thần vô sinh, thế mà đối với bọn chúng không hề thương hại, mà bọn chúng chỉ cần đánh tới lạc ly một chút, lạc ly chính là tan xương nát thịt. Hỏa thần nọ, bị thụ nhân này bất quá năm kích, chính là đánh nát May mắn Lạc Ly thần túc độn tinh túy, tránh được công kích lấy mạng của bọn chúng. Cuối cùng Lạc Ly dựa vào đại thần niệm thuật, thuật này vừa ra, hóa thành một đâm, không đâu không thấu, đem 12 thụ nhân này, từng cái kích sát. Đến tận đây được 12 thiên giai linh vật, linh vật này, giống như tâm tạng, lớn ước chừng có bằng đầu của Lạc Ly, thỉnh thoảng khiêu động, không phải kim không phải mộc, đến cùng là thiên giai linh vật gì, Lạc Ly cũng nhìn không ra. Nhất thời phía trước đã không còn cây cối khác, chỉ có một đại thụ, cây nỏ cao ước chừng nghìn trượng, cành xòe như tán, bao trùm phạm vi trăm dặm, cành lá rậm rạp, có thể che cả bầu trời. Cây này chính là đứng đầu vạn thụ nơi đây, toàn bộ kim thiết thụ đều là con cháu của hắn, hắn ở đây đã không biết bao nhiêu năm, cành đã hoàn toàn đem kim thiết khí toàn bộ hóa tận, chỉ có ất mộc khí tươi tốt. Lạc Ly xa xa nhìn cây này, đây là bất tử thụ. Chương 971, ngã hữu song thủ trực trung thủ 2. Nhìn bất tử thụ thật lớn này, trên cây bay múa một loại điều yêu kỳ dị, mấy trăm con thành một đám, phát ra các loại hào quang bảy màu, ở trên bầu trời rậm rạp, ở trên đại thụ xây vô số tổ, đều là tổ chim thật lớn. Tùy tiện tính qua, ước chừng có hơn vạn, thất thải thiên cầm này phân làm hai loại, một loại thể hình thật lớn, lông chim diễm lệ rực rỡ, bọn chúng chính là các chủng chim lớn, đập hai cánh, bay múa ở trên bầu trời. Một loại khác bề ngoài hoàn toàn là nhân loại, đều là hình tượng cô gái thướt tha nhiều vẻ, con mắt sáng ngời, ở dưới cánh tay bọn họ có tầng tầng lông chim bảy màu, hai cánh trên lưng nối liền với cánh tay, bay lên cao, giống như một đoàn vân hà sán lạn. Bọn họ giá ngựa cự cầm, ở phía trên phi cầm kia bay múa. Diệp Tiếu Ngư lúc này mới nói chuyện, Lạc Ly Ca, thực không có nghĩ đến, huynh thế mà thực có thể giết đến dưới bất tử thụ này. Lạc Ly cười, lúc này nghe một thanh âm, người thí luyện thập tứ đẳng dũng nghị từ tước, địa hỏa long hào yếu tắc đại thống lĩnh Lạc Ly, hoàn mỹ hoàn thành thí luyện bất tử thụ, thưởng chín bất tử quả. Nhưng mà người thí luyện xin chú ý, bất tử quả có thể gia tăng dương thọ tu sĩ vô hạn nhưng mà phàm là sinh linh chỉ cần không cách nào thành tiên bất luận kéo dài dương thọ như thế nào đều cũng có hạn phàm là sinh linh dựa vào duyên thọ đều không cách nào siêu việt cực hạn chính mình hai lần cho nên nguyên anh nhân tộc dương thọ tối cao cũng chính là chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm nhớ kỹ nhớ kỹ nếu muốn trường sinh chỉ có thành tiên nhắc nhở hoàn tất vô số thiết thụ phía sau lạc ly bị hắn phá diệt nhất thời bắt đầu nhất nhất khôi phục hóa thành hình dạng vốn có, căn bản thấy không rõ dấu vết phá hoại gì. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, đi thôi, thời điểm thu hoạch đã đến. Hai người đi hướng bất tử thụ, đi đến dưới đại thụ nọ, bà yêu điều hình người trong đó, bề ngoài nhân loại, đều là hình tượng cô gái thất tha nhiều vẻ, con mắt sáng ngời, chậm rãi hạ xuống, nhìn Diệp Tiếu Ngư nói. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, là ngươi sao? Diệp Tiếu Ngư cười nói, Lăng Thúy, Lăng Phong, Linh Vũ Tỷ Tỷ, ta ta đưa đồ ăn ngon có mấy người. Nói xong, nàng bắt đầu ở trong không gian chữ vật, xuất ra các loại hải ngư. Có hải ngư thậm chí chừng trăm trượng, lớn kinh người, nhưng mà bị ba cô gái này một ngụm nuốt vào, biến mất vô ảnh. Ăn hồi lâu, Lăng Thúy nói, tạ tạ tiểu ngư, rồi nhận ngươi đáng ghét nhất đến, chúng ta đi trước. Diệp Tiếu ngư huy tay nói tốt, về sau ta đến thăm mọi người. Ba yếu điều hình người bay đi, Lạc Ly nhìn bọn họ nói, phản hư yêu linh. Diệp Tiếu Ngư gật đầu nói, ta biết hỗn nguyên tông các huynh có phản hư thánh thú tổ linh. Thật ra côn luân chúng ta cũng có, nghe nói năm ấy chỗ này từng có 108 loại yêu linh cường đại, nhưng mà bị siêu thoát tiên tử triệu hồi, đều biến thành điều thú của nàng, cuối cùng chỉ còn lại có ba yêu linh này tồn tại. Đây chính là di sản côn luân chúng ta, Lạc Ly gật đầu, bất tử thụ này bất quá là một góc côn luân nho nhỏ, di sản không biết còn có bao nhiêu. Bất quá côn luân chính là thiên hạ đệ nhất đại phái, đứng đầu thượng môn, thời đại tiên tần chính là như thế, sao có thể không có di sản. Ngay tại lúc này, nơi xa bay đến sáu độn quang, bọn họ lấy bí pháp thông qua rừng thiết thụ, chính là sáu nguyên anh chân quân mới vừa rồi quấn quanh Diệp Tiếu Ngư. Bọn họ đến đây, lập tức vây quanh Diệp Tiếu Ngư, nói lại trải qua bọn họ trêu cờ tám người ứng cử thánh nữ, nhưng mà Diệp Tiếu Ngư đối với cái này đã không hề hứng thú. Kỳ quang chân quân nhìn về phía Lạc Ly nói, còn chưa có khẩn cầu bất tử quả sao. Ngay lập tức bắt đầu đi, nói xong, sáu nguyên anh chân quân này hướng bất tử thụ quỳ xuống liều mạng khấu đầu ở nơi đó đau khổ cầu xin cầu bất tử thụ cho bọn họ một bất tử quả nhưng mà lạc ly cùng diệp cứu ngư đều đứng thẳng chính là không quỳ ngạo nghễ nhìn về phía bất tử thụ này nhìn thấy hai người lạc ly không dựa theo quy củ côn luân trung thực quỳ xuống cúng bái cầu quả kỳ quang chân quân hừ lạnh một tiếng phụng trộm truyền âm nói tên này thật ngung cuồng trần hạo chân quân nói man tử ngoại vực đến chính là như thế Nam Man hung tàn, nói là bọn hắn. Long Mộ Hàn cũng nói, đúng, nghe nói tiểu tử này thực cuồng, ở su lăng lĩnh giết rất nhiều đệ tử hư vọng linh kim tông chi nhánh côn luân chúng ta. Trần Bình cừu nói, không phải chứ, ta sao lại nghe nói hình như là trừ hạc phần cầm giết. Cái gì trừ hạc phần cầm, hắn giết, a à, ta hiểu rồi, đúng hắn giết, nhìn thấy ánh mắt cứu ngư nhìn hắn, ta đã không thích. Đúng, mọi người một ngụm nhận định, quản hắn là không phải, đệ tử hư vọng linh kim tông, hắn giết. Mặt khác còn có một sự tình, nghe nói khuynh thành tiểu nương môn nọ, cũng coi trọng tiểu tử này. Không phải chứ, khuynh thành chân quân lãnh ngạo băng xương, cùng tiếu ngư đều là trung nguyên mười đại mỹ nữ. Cũng coi trọng hắn, đúng, hơn nữa nghe nói, mỗi ngày đưa cho hắn một đóa hoa tươi, chỉ là không dám tiến nhập núi Côn Luân ta, ở ngoài Côn Luân chờ hắn. Tức chết ta, tức chết ta, tiểu tử này ta xem hắn càng lúc càng không thuận mắt. Qua hai ngày, tiếu ngư cùng kiếm thần sẽ đi, tiểu tử này mà đi, là tiện nghi cho hắn, nếu không đi. Tính ta nữa, chỉ cần hắn không đi, hắc hắc, liền để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Mọi người một bên truyền âm cho nhau, một bên khấu đầu cầu bất tử quả. Nhìn bọn họ, Diệp Tiếu Ngư đột nhiên nở nụ cười nói, Lạc Ly Ca, ta đột nhiên phát hiện, ta trước kia cùng bọn họ giống nhau, tưởng chính mình nắm giữ thế giới, thật ra thực buồn cười. Lạc Ly nói, hiện tại không muộn, chỉ bằng tiềm chất kiếm thần cho muội muội tuyệt đối là người nổi bật thế giới này nắm trong tay thế giới này. Ngay tại thời điểm bọn họ nói chuyện, đột nhiên bất tử thụ nọ rung lên, ở trên cây phát ra một đảo ánh sáng, rõ ràng là một quả, ở trên cây hạ xuống. Kỳ quang chân quân nhất thời mừng rỡ hô, đến rồi, đến rồi, thưởng đến rồi. Trần hạo chân quân hô, là ta, là ta, ta có thành ý nhất, cái này nhất định là ta. Cổ khiêm chân quân nói, mặc kệ là ai khẳng định không phải lạc ly, hắn căn bản không có quỷ, tuyệt không được, căn bản không có khả năng cho hắn, Giọng vừa dứt, quả nọ bay tới trước mặt Lạc Ly, Lạc Ly duỗi tay ra, đem nó cầm trong tay. Lập tức, đám người cổ khiêm chân quân toàn bộ há hốc mồm, kinh ngốc nhìn một màn này. Quả này ước chừng như là một đứa nhỏ hình dạng chừng ba tấc, toàn thân đỏ hồng, vỏ giống như ngọc châu vô cùng cứng rắn, trong quả mơ hồ truyền tới âm đạo kinh tiên nhạc, giống như bên trong mỗi một quả có hàng ngàn người đang thấp giọng niệm chú, thanh âm bác tống đạo kinh mơ hồ từ bên trong truyền tới, dẫn vận luật không hiểu, từ từ giống như huyền cơ, đi vào trong lòng làm cho ngươi tâm cảnh bất giác bình tĩnh xuống. Chương 972, chín bất tử thiên niên quả. Lạc Ly cầm trong tay, cười hắc hắc, một miếng đi xuống, rắc một tiếng, lập tức ăn luôn. Một ngụm này, làm cho Kỳ Quang Chân Quân ngây ngốc nhìn, hồi lâu, Kỳ Quang Chân Quân nói: "Cứ ăn như vậy, không phải bày tế đàn, dâng hương, tịnh thân, cảm tạ thiên địa sao?" Ta sao lại cảm giác hắn giống như ăn một quả táo vậy, nhưng mà vì cái gì ta cảm giác cũng muốn ăn một miếng giống như vậy ta cũng muốn ăn, rất hâm mộ. Lạc Ly ăn bất tử quả này, nhất thời liền cảm giác được một cỗ nhiệt khí ấm rào rạt ùa vào tứ thể Bách Hải, thoải mái nói không nên lời, tâm cảnh giống nhau chỉ thủy, biến thành một khối minh kính, thọ mệnh bản thân cải biến theo rất nhanh, gia tăng ngàn năm dương thọ. Lạc Ly thở dài một tiếng, nếu năm ấy Hy Di Tổ Sư có bất tử quả này, có lẽ sẽ không đoạt xá. Nếu năm ấy tịch chiếu tổ sư có bất tử quả này, có lẽ sẽ không quy trần. Ở trong khi hắn suy nghĩ, ở trên bất tử thụ, có một bất tử quả, hóa thành hồng quang, từ trời hạ xuống. Đám người kỳ quang chân quân liều mạng khấu đầu nói, bất tử thụ ra ra, đáng thương đáng thương chúng ta đi. Bất tử quả này, cho ta đi, van cầu người, van cầu người, nhưng mà quả này, trong nháy mắt lại rơi xuống trong tay Lạc Ly. Lạc Ly cười, đem quả này đưa cho Diệp Tiếu Ngư nói cho muội Lạc Ly thật ra chỉ có thể ăn năm bất tử quả, có thể bảo tồn bốn nếu không phải Diệp Tiếu Ngư đưa mình đến, mình cũng không được bất tử quả này, cho nên lạc ly cho Diệp Tiếu Ngư một. Diệp Tiếu Ngư sửng sốt nói, ta không cần, ta còn có, huynh ăn đi. Luyện hóa một bất tử quả, cải thiện nhục thân, cần thời gian 3 năm, bất tử quả còn lại chỉ có thể lưu giữ. Lạc ly nhất thời nghiêm mặt nói, đây là ta cho muội muội phải giữ lấy, muội không nghe lời đại ca sao. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiếu Ngư lập tức không kiên trì nữa, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu thu hồi bất tử quả này nói cảm ơn Lạc Ly ca. Bên kia đám người kỳ quang chân quân, chưa từng nhìn thấy Diệp Tiếu Ngư vẻ mặt như thế, vũ mị như thế, bọn họ hâm mộ muốn chết, lại phẫn hận lạc ly. Lúc này lại là một hồng quang hạ xuống, bên kia đám người kỳ quang chân quân lại bắt đầu cầu, nhưng mà bất tử quả này lại một lần rơi xuống trong tay lạc ly. Một lần này, kỳ quang chân quân toàn bộ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn. Sau đó lại là một đạo hồng quang, bất tử quả thứ bốn. Một lần này kỳ quang chân quân không trầm mặc nữa, gần như lớn tiếng la lên. Bất tử thụ ra ra, Đáng thương đáng thương chúng ta đi. Bất tử quả này, cho ta đi, van cầu người, van cầu người, nhưng mà vẫn là trong tay Lạc Ly. Kỳ Quang Chân Quân lập tức nhảy lên, mắng lớn nói, vì cái gì lại cho hắn, quá không công bình. Khốn kiếp, không có thiên lý. Chúng ta chân thành cầu, vì cái gì không cho chúng ta? Ở trong tiếng bọn họ la lên, lại là một bất tử quả hạ xuống, rơi xuống trong tay Lạc Ly. Sau đó tiếp tục, Kỳ Quang Chân Quân đều đã không la lên nữa, chỉ ngây ngốc nhìn thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, đến tận đây biến mất, rốt cuộc không còn. Lạc Ly thu hồi bảy bất tử quả, đối với Diệp Tiếu Ngư nói, nhìn thấy không, đây chính là như ta nói, thẳng chứ không chịu cong. Diệp Tiếu Ngư hai mắt tỏa sáng nói, Lạc Ly ca, ta hiểu rồi, ta đã hiểu. Lạc Ly mỉm cười nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người bọn họ rời khỏi, sáu chân quân vốn đi theo Diệp Tiếu Ngư, một lần này lại không ai rời khỏi kỳ quan chân quân nọ chậm rãi nói ta cũng đã hiểu thì ra như thế cổ khiêm chân quân nói đúng ta cũng đã hiểu thì ra bất tử quả này không thể quỳ cầu nó là thứ tệ hại phải mắng càng mắng càng cứng rắn nó cho quả càng nhiều trần hạo chân quân cũng nói đúng đúng cái này mới là biện pháp chân chính thu được bất tử quả chúng ta đến đi sau đó sáu người đứng lên chỉ vào bất tử thụ nọ mắng lớn lên ngươi lão khốn kiếp kia nhanh cho ta bất tử quả bằng không ta đem bất tử thụ ngươi lập tức đẩy ngã. Nghe thấy không có, nhanh cho ta một trăm bất tử quả, bằng không ta chặt cành của ngươi, bẻ thân ngươi. Bất tử thụ khốn kiếp, khi mềm sợ cứng, nhanh cho ta bất tử quả. Theo bọn họ quát mắng, bất tử thụ nọ giống như hơi hơi lắc lư, sau đó trên cây, vô số điều yêu nhìn về phía đám người kỳ quang chân quân. Cổ khiêm chân quân nhỏ giọng nói, giống như hình thức không đúng. Kỳ quang chân quân nói, không có chuyện, oanh một tiếng, vô số điều yêu hướng về bọn họ xông đến sau đó không lâu liền nghe tiếng đám người kỳ quang chân quân kêu thảm bất tử thụ ra ra chúng ta sai rồi cho chúng ta đi đi thả chúng ta đi không cần không cần lấy hết quần áo buộc lên cây chúng ta sai rồi cái gì mà khi mềm sợ cứng kỳ quang ngươi hại chết chúng ta rồi a à, ai đến cứu chúng ta sư phụ mau đến lạc ly cùng diệp tiếu ngư rời khỏi bất tử sơn diệp tiếu ngư dẫn lạc ly du lịch côn luân Côn Luân này thật lớn, đây chính là ý tưởng của Lạc Ly, cái gọi là đỉnh Côn Luân, hoàn toàn chính là một đại thế giới, có biển lớn vô tận, có sơn xuyên giang hà, có tuyết sơn hạp gốc, có bình nguyên khâu lăng, bất luận là Đông Côn Luân hay là Tây Côn Luân, thật ra chỉ bất quá chiếm cứ địa phương không lớn trên đỉnh Côn Luân này, ngay cả một phần mười cũng không đến. Diện tích lớn còn chưa tính là cái gì, chỗ này thế mà phúc địa khắp cả. 300 dặm một tiểu phúc địa, 700 dặm một đại phúc địa, phong thủy bảo địa, động tiên, Hỏa thổ di tích nơi nào cũng đều có. Tử Dương nhai giống như linh điệp tông, ở đây hoàn toàn chính là một Tử Dương sơn, mỗi khi mặt trời lên, khí tức Tử Dương vô tận trải rộng ngàn dặm, ở chỗ này tu luyện, hít một hơi, liền tương đương hút vào một trung phẩm linh thạch. Ở Côn Luân, phúc địa căn bản ngươi không cần để ý, gần như mỗi đi một bước chính là một chỗ phúc địa. Giống tông môn khác, cái gọi là Tả đạo là có năm ba phúc địa, chỉ dành cho đệ tử. Giống Thần Uy tông, Hỗn Nguyên tông, đại tông môn này cũng có hơn trăm phúc địa, đó đã là thượng môn điển phạm. Mà ở chỗ này, đỉnh côn luân này ít nhất có hơn vạn phúc địa. Nhìn phúc địa này, lạc ly ánh mắt có chút phát lam, tim đập mạnh. Thật vất vả mới để áp dục vọng, thở ra một hơi dài, khôi phục bình thường. Nhiều phúc địa như vậy, đông tây côn luân ở đây, hoàn toàn lấy hình thế mở cửa, toàn bộ đệ tử chi nhánh côn luân, đều có thể thông qua tây thiên môn, đến hưởng thụ phúc địa này. Nhìn phúc địa nọ, lạc ly nhịn không được nói, phúc địa này cũng quá nhiều đi ở đây tu luyện là thực dễ dàng tấn thăng cảnh giới, hoàn toàn có thể một bước ngàn dặm. Diệp Tiếu Ngư nói, dưới hóa thần, thực dễ dàng. Huynh xem sáu phế vật nọ không phải đều là nguyên anh chân quân sao. Ở Côn Luân chúng ta, quan trọng nhất là hai thứ. Lạc Ly tò mò hỏi, thứ gì? mươi 973, không có linh thạch, cút khỏi đây đi. Một, Diệp Tiếu Ngư nói, một là thân phận huyết thống, nếu ngươi có thể đầu thai tốt, tựa như sáu tên nọ, từng bước tu luyện, ở bên trong phúc biệt tu luyện một lần là một hộp thuốc trúc cơ thì ăn bó lớn trúc cơ đan kim đan thì ăn một đống kim đan quả nguyên anh thì nguyên anh đan đỉnh lên ngoại ma xâm nhập đi khu ma đài tâm ma làm loạn sử dụng pháp bảo trấn áp lôi kiếp đến đến tị lôi phong chỉ cần ngươi không phải tố chất quá kém trưởng bối nhà ngươi bỏ được đầu tư cho ngươi đều có thể tấn thăng cảnh giới nguyên anh bất quá tu sĩ này tốt nhất không cần rời khỏi địa giới côn luân bằng không rời khỏi địa giới côn luân là một đại lễ bao Thực dễ dàng thất tung. Mặt khác, cảnh giới Nguyên Anh là cực hạn của bọn họ, muốn trở thành hóa thần là không có đan dược phụ trợ gì, chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Loại tu sĩ này trăm ngàn người mới có thể có một người tiến nhập cảnh giới hóa thần. Lạc Ly nhíu mày nói, loại tu sĩ này hoàn toàn là chỉ có thể ở Côn Luân địa vực sinh sống, không cách nào du lịch bốn phương, đối với tông môn có ích lợi gì? Diệp Tiếu Ngư nói, cần gì thế nào cũng phải du lịch bốn phương, Côn Luân cái gì không có? trung nguyên nơi phú quý phồn hoa, cần gì đi chỗ man hoang địa đái kia. Người bảo bọn họ đi, bọn họ cũng không đi, về phần đối với tông môn có ích lợi gì, tác dụng cũng lớn, dù sao thì côn luân vận chuyển cũng cần rất nhiều người, bọn họ mặc dù năng lực chiến đấu không mạnh, trồng chút linh cốc thu thập linh thực, luyện chế đan dược tạo ra pháp bảo, sửa sang lại sơn xuyên phúc địa, vẫn không thể thiếu. Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, đây chính là nông dân tượng nhân của núi Côn Luân, chỉ bất quá cảnh giới cao một ít mà thôi. Diệp Tiếu Ngư tiếp tục nói, trừ bỏ bọn họ ra, dựa vào huyết thống xuất thân, còn có một loại tu sĩ, loại tu sĩ nọ dựa vào chính là đại bền lòng đại nghị lực. Chỉ cần ngươi có đại bền lòng, có đại nghị lực, nhập côn luân 10.800 chiến hỏa chiến trường, tìm sống trong chết, khổ chiến tu luyện, dám đánh dám so, côn luân sẽ bổ dưỡng ngươi. Tu sĩ này, chính là kiếm côn luân chúng ta, chuyên môn dùng cho chinh chiến, chiến lực cường hãn. Bọn họ ý nghĩa tồn tại chính là canh giữ côn luân, dùng để chiến đấu. Lạc Ly gật đầu nói, ta hiểu rồi, cái trước là công tượng nông phu, loại này chính là chiến sĩ hộ vệ. Diệp Tiếu Ngư gật đầu nói, đúng, tựa như cha ta, là đại biểu cho loại thứ hai, hắn chính là đối ngoại, hoành hành bốn phương. Tựa như Tây Vương Mẫu, nàng chính là điển phạm của loại thứ nhất, đối nội nắm trong tay Côn Luân. Huynh xem phúc địa này giống như ai cũng có thể dùng, thật ra không phải, cũng đều có quy tắc. Người ở tại Bàng Chi, đối với Côn Luân làm ra nhiều cống hiến, người liền hưởng thụ nhiều phúc lợi, nếu không, ai cũng có thể tùy tiện lại đây hưởng dụng, bao nhiêu tài nguyên cũng không đủ. Phải hình thành cơ chế, thường phạt rõ ràng, nội bộ thể hệ trong suốt, Côn Luân này mới có thể giữ được vị trí. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, nói đúng. Bất quá cống hiến này tính như thế nào? Diệp Tiếu Ngư hồi đáp, giống như chi nhánh Côn Luân Thanh Huy Tông, chính là chuyên môn phụ trách thanh lý rác rưởi phế vật của Côn Luân. Chi nhánh giống Côn Luân Phi Thiên Nhập Minh Tông, chính là chuyên môn dùng để đưa các loại vật chất giống chi nhánh Côn Luân Quang Phù Long Mật Tông, chính là chuyên môn phụ trách trồng cho tiên cốc linh thảo của Côn Luân. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra như thế, hư vọng linh kim tông nọ chính là sửa chữa các loại pháp khí kim loại. Thật giống như thiết tượng nhân gian, Diệp Tiếu Ngư mỉm cười nói, đúng, Côn Luân 128 phân chi, ý nghĩa tồn tại của bọn họ, chính là cái này. Sau đó nàng đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly ca, huynh cần một ít pháp bảo đan dược gì không? Cần cứ nói, chúng ta đi nguyên thất tông. Tông môn chi nhánh này chính là nắm trong tay thương nghiệp mua bán côn luân chúng ta. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, không biết chỗ này có đại trạch long hổ đan không? Diệp Tiếu Ngư lập tức hồi đáp có, hàng năm ba vị phản hư ngọc lâu sơn tuyệt tông, ít nhất sẽ luyện chế ra ba ngàn viên đại trạch long hổ đan. Bất quá, giá cũng không tiện nghi. Lạc Ly nói, vậy này Ngọc Lâu Sơn Tuyệt Tông chính là tông môn chuyên môn vì côn luân luyện chế đan dược. Diệp Tiếu Ngư gật đầu nói, đúng, chính là như thế. Bất quá, đó đều là định nghĩa trước kia theo thời gian trôi qua không ít chi nhánh côn luân mạnh mẽ nổi lên dần dần chức trách không rõ thậm chí một ít tông môn càng lúc càng vong hồ lạc ly nghe lời này cười nói sáu nguyên anh chân quân này sợ sẽ là đại biểu diệp tiếu ngư trầm tư một hồi rồi nói đúng bọn họ đều ở bên trong bàng chi có thân phận quan trọng thật ra đều là trưởng bối bọn họ để cho bọn họ như thế đối với ta có dã tâm bọn họ chân chính theo chính là đông côn luân vị thật ra mấy trăm năm gần đây, thiên địa linh khí tăng lên, trước kia, đông côn luân cùng tây côn luân phản hư chân nhất chúng ta, ở trong cả côn luân, luôn sẽ chiếm cứ một phần ba đến một phần hai. Nhưng mà 500 năm gần đây, linh khí tăng lên trên diện rộng, phản hư chân nhất bàng chi này, xuất hiện phạm vi lớn. 500 năm trước, côn luân chúng ta mới 29 phản hư, 300 năm trước, côn luân chúng ta 36 phản hư, hiện tại đã đạt tới 48 người. Đông Tây Côn Luân chỗ chúng ta, mới tổng cộng 13 phản hư. Lạc Ly nói, nô lớn khi chủ, côn luân các người chế độ phân phối phúc địa là công khai rõ ràng. Vậy tự nhiên có người không hề cam tâm, muốn trả giá ít mà giữ lấy nhiều, nhiều phản hư như vậy, quá khủng bố. Mấy trăm năm gần đây các tu sĩ phản hư này tuyệt đối sẽ không cam tâm, bọn họ nhất định muốn giữ lấy nhiều tài nguyên, bằng cái gì đông tây côn luân các người có thể ở tại đỉnh côn luân. Bọn họ lại chỉ có thể ở tại tứ hoàn địa vực. Diệp Thiếu Ngư mỉm cười nói, chính là như thế. Lạc Ly tiếp tục nói, vậy đi ra gây chuyện, tám phần đều là loại tu sĩ thứ nhất, loại tu luyện, đều không có xuống núi Côn Luân, chưa từng đi qua cái gọi là man hoang địa vực trong mắt bọn họ. Tu sĩ Nguyên Anh số lượng quá lớn, quản chi trăm ngàn người có thể ra một hóa thần, gộp lại cũng nhiều kinh người, hơn nữa hiện tại linh khí lại tăng lên. Loại thứ hai, tu sĩ trong chết cầu sống, ngược lại sẽ mười phần trung thực, bởi vì bọn họ biết kiếm thần lợi hại, Diệp Tiếu Ngư nhìn về phía nơi xa nói, Lạc Ly Ca, huynh đoán thực chuẩn, không sai biệt lắm, không đến mức tuyệt đối như vậy, không cần xem phản hư tiền bối này. Bọn họ cũng đều kinh qua không ít chiến đấu, đã sinh sinh từ từ chiến đấu qua, du lịch thiên hạ, hành tẩu bốn phương, bằng không cũng không có khả năng tấn thăng hóa thần phản hư. Chỉ là không giống cha ta, còn có Lạc Ly Ca, tu sĩ thượng môn các người trải qua vạn ngàn chiến đấu, kinh qua vô số sinh tử tồn vong, ở trong huyết tinh đi ra. Có chuyện này ta cho huynh biết, ta vụng trộm nghe, cha ta giống như cùng Tây Vương Mẫu bắt đầu bí mật lên kế hoạch, bọn họ đã quá phận, phải giáo huấn bọn họ một chút. Chương 973, không có linh thạch, cút khỏi đây đi hai." Lạc Ly gật đầu nói, phải như thế, tự nghĩ chính mình là phản hư, quên hết tất cả, phải gõ một chút. Hai người trong quá trình nói chuyện, Diệp Tiếu ngư dẫn Lạc Ly đi tới một chỗ phường thị. Phường thị giống như là một thành thị nho nhỏ, từ lâu cùng các loại hàng quán cần có đều có. Hai bên đường đều có một số lớn đệ tử bàng chi côn luân bày quán, bán ra các loại các dạng đồ. Lạc Ly thậm chí còn nhìn thấy có mấy đệ tử khoác Huyền Y Đông Côn Luân cũng ở đây bày quán. Diệp Tiếu Ngư dẫn Lạc Ly tiến nhập trong phường thị này, vòng qua vòng lại, đi tới một chỗ hẻo lánh. Ở đây có một lão giả đang chậm rãi quét sân. Lão giả như vậy, ở Côn Luân, đến nơi nào cũng đều có, quét dọn vệ sinh, đó là phó dịch cấp thấp nhất. Diệp Tiếu Ngư đi tới trước người lão giả này, cung kính một lễ nói hàn hỏa tổ sư ta đến mua đan dược lão giả nọ vẫn tiếp tục quét sân diệp tiếu ngư liên tiếp nói hai lần hắn mới nâng đầu lên nhìn về phía diệp tiếu ngư nói tiểu ngư ngươi muốn mua đan dược gì diệp tiếu ngư nói ta muốn mua đại trạch long hổ đan lão giả nhíu mày nói đại trạch long hổ đan thứ này là vật hiếm lạ hàng năm luyện ra đến chỗ ta đều bị phân ra ta nơi nào có diệp tiếu ngư bắt lấy tay lão giả dùng sức lắc lắc làm nũng nói, tổ sư nhất định có, nhất định có. Lão giả nọ liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, cho tiểu tử này. Diệp Tiếu Ngư hơi hơi gật đầu, sắc mặt ửng hồng. Lão giả nhìn về phía Lạc Ly, người này chính là phản hư chân nhất nguyên thất tông, một loại áp lực vô hình hướng về Lạc Ly hung mãnh mà đến. Lạc Ly cười, mặt không đổi sắc, cứng rắn kháng áp lực này. Lão giả gật gật đầu nói, tiểu tử giỏi, tiểu ngư đối với ngươi như thế, sẽ làm cho rất nhiều người khóc. Bất quá ta xem ngươi cũng thuận mắt, so với đám phế vật kia mạnh hơn nhiều. Bất quá nguyên thất tông ta, chỉ nhìn linh thạch, không nhìn cái khác. Ta chỗ này còn có 12 viên đại trạch long hổ đan, muốn không? Một viên một ức linh thạch, muốn hay không? Diệp Tiếu Ngư sửng sốt nói, hàn hòa tổ sư, trước kia không phải một ngàn vạn linh thạch một viên sao? Sao lại là một ức? Hàn hỏa chân nhất cười nói, đệ tử Côn Luân, đều là quỷ nghèo, không có linh thạch, vậy không cần oán ta, cút khỏi nơi này. Nghe giá này, Diệp Tiếu Ngư tức đến cong miệng lên. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười nói, 12 ức linh thạch, 12 viên đại trạch long hổ đan, tiện nghi. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra linh thạch, Lạc Ly trên người còn có 30 ức linh thạch, 12 ức linh thạch này, hắn còn có thể xuất ra. 12 viên đại trạch long hổ đan, có thể ít nhất giúp cho Lạc Ly bớt đi tu luyện mấy trăm năm, thật đáng giá. Nhìn thấy Lạc Ly xuất ra 12 ức linh thạch này, hàn hỏa chân nhất nọ ánh mắt nhìn Lạc Ly liền biến đổi, trở nên hỏa ái dễ thân quả nhiên là xuất thân thương nhân nhìn thấy có tiền lập tức ánh mắt liền biến lạc ly thu hồi đan dược này lại cùng hàn hỏa chân nhất hàn huyên một hồi hàn hỏa chân nhất lại nói nếu người muốn mua đan dược cứ việc đến tìm ta trên núi côn luân lão nhân quét rác đều là phân thân của ta lạc ly nhất thời sửng sốt nói tiền bối quả nhiên cao nhân hoàn toàn chính là lạn đà tảo địa tăng ở tu tiên giới vẫn có một truyền thuyết đó là lạn đà tảo địa tăng Truyền thuyết lạn đà tự cao thủ chân chính, không phải cái gì chân Phật đại nhân kia, cũng không phải phương trưởng lạn đà tự, mà là tảo địa tăng tăng quét rác không bắt mắt nhất của lạn đà tự. Hàn hỏa chân nhất nọ ha ha cười, nói cái gì cao nhân. Năm ấy ta nhập núi côn luân, ta đã nghe nói qua chuyện xưa tảo địa tăng, vì thế ta cố ý đối với rất nhiều lão nhân quét rác trên núi côn luân, hạ một phen công phu. Kết quả ta cái gì cũng đều không có được, lão nhân này đều là lão nhân bình thường, nhưng mà ta hành động của ta được sư phụ nhìn đến. Người bởi vậy nhìn chúng ta, thu ta làm đồ đệ. Ta già đi, ta hy vọng lúc ta còn sống sẽ có người cũng có giấc mộng giống như ta, gặp được lão nhân quét xác, được bí pháp vô thượng. Nhưng mà, trừ ngươi ra, tất cả mọi người đều nghĩ chuyện lão nhân quét xác là chuyện cười. Ha ha ha. Thế nhân đều ngu, ta không ngu, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, rời khỏi Hàn Hỏa chân nhất, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Tiếu Ngư, hai người tiếp tục du lịch Côn Luân. Côn Luân này thật sự là quá lớn, quá phấn khích làm cho Lạc Ly có một loại cảm giác lưu luyến quên về. Cứ như vậy một hơi du lịch ba ngày ba đêm, cô Luân này bất quá mới du lịch non nửa. Đột nhiên một đạo phi phù đến, Diệp Tiếu Ngư nói, Lạc Ly ca, cha ta kêu ta. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, chúng ta trở về. Hai người trở về ngạo kiếm phong. Lạc Ly lập tức phát hiện đệ tử Đông Côn Luân chỗ này đều đang sửa sang lại hành lý. Lại một lần đi tới đại điện, kiếm thần cao cao tại thượng, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly chúng ta cần xuất phát ta cùng Tiếu Ngư, trở về Thái Bạch Tông, thăm cha ta. Đệ tử Đông Côn Luân khác, đều có nhiệm vụ, mỗi khi Tây Côn Luân thánh như tế, bàn đào thịnh hội, Đông Côn Luân chúng ta đều sẽ tránh đi như thế. Cả Côn Luân đại quyền, toàn bộ giao cho Tây Côn Luân. Ngươi là tính trở về hỗn nguyên, hay là tính ở Côn Luân tu luyện một đoạn thời gian? Lạc ly nào có thể đi, hắn đến còn có nhiệm vụ bí mật. Hắn nói tiền bối ta xem Côn Luân này Mỹ Diệu Tuyệt Luân, ta muốn ở Côn Luân tu luyện một đoạn thời gian. Kiếm thần gật đầu, duỗi tay ra một ngọc bài bay tới trong tay Lạc Ly. Hắn nói, ngọc bài này, chính là ngọc bài khách quý tối cao đông Côn Luân ta, người ở trên núi Côn Luân, hưởng thụ tất cả đãi ngộ hoàn mỹ. Chính người nắm chắc đi, ước chừng 3 năm sau, chúng ta quay về. Nói xong, kiếm thần đứng lên 12 người hầu vây lại, chuẩn bị xuất phát. Như vậy trên ngạo kiếm phong, đến đây bế quan, từ Côn Luân đi ngoại vực chấp hành nhiệm vụ thì đi chấp hành nhiệm vụ, đi thăm dò thì đi thăm dò, từng nhóm rời khỏi nơi này. Lạc Ly nhìn theo bọn họ rời khỏi, oanh một tiếng, ngạo kiếm phong tự động đóng lại. Lạc Ly đem ngọc bài thu hồi, có ngọc bài này hắn có thể ở trên đỉnh Côn Luân hưởng thụ tất cả đãi ngộ phúc địa. Còn có một năm rưỡi thời gian, mới là thánh nữ tế, Lạc Ly nghĩ nghĩ, quyết định chính mình trước ở lại Côn Luân, hưởng thụ một chút vô số đãi ngộ phúc địa chỗ này. Đợi cho thời gian đến, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ tông môn, trở về hốn nguyên tông vì thế Lạc Ly ở lại chỗ này. Trong vô số phúc địa nọ, động phủ vô số, tùy tiện tìm một chỗ ở lại, căn bản sẽ không quấy nhiễu người khác. Bên trong phúc địa này, linh khí vô tận, chỗ tốt rất nhiều, Lạc Ly ở đây thật sự là tiến vào thiên đường, hắn có ngọc bài khách quý tối cao đông Côn Luân, cũng không cần quản cái gì Tây Côn Luân an bài, chính là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hưởng thụ vô tận. chương 974, trên núi Côn Luân khổ tu luyện. Hôm nay ở đỉnh Cửu Thiên, cảm thụ cương phong lăng lệ, ngày mai ở dưới cửu uyên hấp thu đại địa chân hỏa hôm sau ở dưới phù tăng thụ nghe kim ô kêu vang ngày kia ở bên trong bắc hải bộ kinh trảo long nhưng mà lạc ly thích nhất vẫn là tử dương sơn mạch nọ nơi đó cùng tử dương nhai linh điệp tông giống nhau hắn đặc biệt thích chỗ này 12 viên đại trạch long hổ đan nọ lạc ly bắt đầu sử dụng một viên tăng lên một trọng cảnh giới 32 trọng 33 trọng cửa ải mà hổ thiện chân quân cũng phải vạn phần gian nan Tịch chiếu tổ sư từng vì nó mà chết, Lạc Ly nhẹ nhàng thông qua. 34 trọng, 35 trọng, đến 40 trọng, đây là tứ chuyển. Vào đầu năm, Lạc Ly lại cố ý đi tìm hàn hòa tổ sư, một lần này chi 10 ức linh thạch, lại mua 10 viên đại trạch long hổ đan. Nhưng mà, tiến nhập tứ chuyển, Lạc Ly phát hiện đại trạch long hổ đan này, bắt đầu dược lực loáng, đem toàn bộ đại trạch long hổ đan cùng nhau ăn vào, lúc này mới trùng phá 43 trọng. Tu luyện trở lên, thời gian không có ý nghĩa chuyển mắt chính là một năm vài tháng trôi qua, cách thánh nữ tế chỉ có hơn tháng. một ngày này, lạc ly lại ở trong tử dương sơn mạch tu luyện, đến đây tu luyện lâu như vậy, lạc ly tâm động, có phải nên hoàn thành nhiệm vụ trở về hốn nguyên tông hay không? côn luân là tốt, nhưng mà chỗ này không phải nhà mình, vẫn là ở hốn nguyên cảm giác so với chỗ này thoải mái hơn. ngay tại lúc lạc ly tu luyện, có mấy tu sĩ ở nơi xa nhầm vào hắn, chính là đám người kỳ quang chân quân nọ. Kỳ quang chân quân hung hăng nhìn Lạc Ly nói, một lần trước hắn đã làm cho chúng ta bêu xấu. Không thể tưởng được tiểu tử này còn chưa có rời khỏi côn luân chúng ta, cho chúng ta cơ hội. Long Mộ Hàn cũng nói, đúng, đúng, đều là nam man này, phá hoại chuyện tốt của chúng ta, vừa lúc hắn không đi, giáo huấn hắn. Để hắn không cần đối với Diệp Tiếu Ngư, ôm suy nghĩ không an phận nữa. Kỳ quang chân quân nói, tên này rất giảo hoạt, tìm được hắn thực không dễ dàng, đúng rồi, Mộ Hàn, sư huynh ngươi sao lại còn chưa có đến. Nguyên thất tông cổ khiêm chân quân nói, thế nào cũng phải chờ kiếm ma mà làm gì. Mấy người chúng ta lên không được sao, nói đến cùng, hắn bất quá cũng giống như chúng ta chỉ là nguyên anh chân quân. Kỳ quang chân quân nói, người đánh cuộc đi, chỉ với thân thủ người ta, đi qua hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Hắn là nam man bên kia đến, mỗi ngày ở trong sinh tử lăn lộn, ta cũng không dám cùng hắn giao thủ. Chúng ta vẫn nên trung thực một chút, chỉ tiền mời kiếm ma ra tay. Long Mộ Hàn cũng nói, vẫn nên mời sư huynh ta đi, tiểu tử này ta nghe ngóng một chút, thực lợi hại, diệt sát hóa thần. Sư huynh ta kiếm ma, cùng chúng ta khác nhau, hắn bất quá là xuất thân phó dịch, thân kinh chăm chiến, sát lục vô số, từng được kiếm thần ban tặng ba chiêu kiếm pháp. Ô, sư huynh ta đến, thật tốt quá, sư huynh, hắn, giáo huấn hắn. Ở nơi xa, chậm rãi đi đến một trung niên nam tử, hắn đi bộ cứng ngắc, thật giống như dối gỗ vậy, nhưng mà trên người lại sát khí bốc lên, Ma khí cuồn cuộn, ta gọi là Thánh Không, năm ấy mẹ ta đặt cho ta cái tên này, hy vọng ta có thể giống thánh nhân vậy, hoành không xuất thế. Nhưng mà, gia tộc của ta chỉ là đệ tử ngoại môn Thạch Xuyên Lưu Hỏa Tông chi nhánh Côn Luân, mặc dù trải qua tổ tiên 38 đời cố gắng, nhưng mà thành tựu tối cao cũng bất quá là ngoại môn quản sự Thạch Xuyên Lưu Hỏa Tông. Chi nhánh Côn Luân, nói cho dễ nghe, thật ra chính là nô bộc Côn Luân. Đệ tử ngoại môn, ha ha, thật ra cũng chính là khổ dịch bên ngoài nhất của Thạch Xuyên Lưu Hỏa Tông. Nhưng mà chính là khổ dịch này, cũng là vô số tổ tiên Tân Tân khổ khổ, lúc này mới được. Ở Côn Luân địa phương quỷ quái này, tất cả đều cần nhờ huyết thống, tất cả đều có quy củ, tất cả đều bị Tây Côn Luân chặt chẽ nắm trong tay, tất cả mọi người là nô lệ Côn Luân, sinh ra đã được quyết định tương lai của mình. Tựa như ta, sinh ra cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn Thạch Xuyên Lưu Hỏa Tông, thành tựu tối cao cũng bất quá là kim đan chân nhân, cuối cùng cũng bất quá là ngoại môn quản sự. Nhưng mà cái này cũng phải liều mạng cố gắng mới có thể được bởi vì gia tộc chúng ta cùng ta tranh đoạt mệnh vận này tổng cộng có ba đường huynh đệ đệ tỷ muội cuộc sống ở côn luân thật rất tốt huynh đệ tỷ muội cha ta cũng rất nhiều cuối cùng trong ba người chúng ta chỉ có thể có một người thực hiện mệnh vận này những người khác chỉ có thể bị trục xuất ở côn luân đáng sợ nhất không phải chết mà là trục xuất trục xuất chính là rời khỏi địa giới côn luân đi tới đến thế giới man nhân sinh sống địa giới này ở trong ký ức chúng ta đó là địa phương đáng sợ nhất Truyền toàn bộ tu sĩ thuyết thiên hạ, đều là từ đó, đều là hậu duệ bị trục xuất khỏi Côn Luân. Ở thế giới bên ngoài Côn Luân, kiếp tu như rừng, sinh tử trong nháy mắt, một bước sai, chính là vạn kiếp bất phục. Mà ở Côn Luân, chúng ta cái gì đều có thể có, quản chi ta tu tiên phế vật, chỉ cần cố gắng công tác, cũng có thể dựa vào phúc lợi, đạt tới cảnh giới kim đan, hưởng thụ ngàn năm nhân sinh, chết tử tế không bằng được sống. Không muốn bị trục xuất, không muốn đi tới bước này, còn có một biện pháp đó là trở thành côn luân chiến tu. Trở thành chiến tu, đến vô số hỏa thổ thế giới, đi chiến đấu, lại liều mạng. Nhưng mà, cái này vẫn không bằng bị trục xuất, ít nhất trục xuất còn có khả năng sống, cái này là cửu tử nhất sinh. Côn luân chiến tu chân chính, cũng đều là tổ tiên truyền lại, những người đó có các loại tuyệt kỹ do tổ tiên truyền lại, bọn họ có thể ở trong vô số nguy hiểm sống sót, mà như chúng ta thì nào có tuyệt kỹ ra truyền gì, có vô thượng pháp bảo gì, cùng bọn họ đi cạnh tranh, cuối cùng chính là cửu tử nhất sinh. Thạch Xuyên Lưu Hỏa Tông chúng ta, nói dễ nghe, cái gì Côn Luân 107 phân chi, thật ra ý nghĩa tồn tại tông môn chúng ta, chính là khai sơn phá thạch, cải tạo thế giới, đồng thời này cũng là công tác nguy hiểm nhất. Phàm là phát hiện ngoại vực thế giới mới, từ Côn Luân chiến tu thanh tẩy hoàn tất, tông môn chúng ta đi qua, đem thế giới này biến thành phúc địa thích hợp Côn Luân chúng ta. Thanh trừ có hoàn mỹ, đều sẽ có dân bản xứ tồn tại, dân bản xứ này là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chúng ta hủy đi gia viên bọn họ, cùng chúng ta đồng quy vô tận, là vui vẻ lớn nhất của bọn họ. Bất quá có nguy cơ cũng có cơ hội, ở thế giới mới cũng sẽ phát hiện một ít bảo bối, bảo bối này giá trị liên thành, có thể là thượng cổ di bảo, cũng có thể là tiên thiên linh bảo, nhưng mà tông môn chúng ta không có quyền lợi giữ lấy, phải nộp lên Côn Luân. Ta vì cuộc sống của ta, cũng chính là như thế, liều mạng công tác, đánh bại huynh đệ mấy đường khác, hưởng thụ phúc lợi, đạt tới cảnh giới kim đan, cuối cùng trở thành ngoại môn quản sự Thạch Xuyên Lưu Hỏa Tông. Sau đó kết hôn sinh con, tiếp tục kéo dài xuống. Nhưng mà, có một ngày, tất cả cải biến, chương 975, kiếm ma nhân sinh ta. Ngày đó, tìm được rồi một ngoại vực tiểu thiên thế giới mới, dựa theo quy củ, vẫn là giống như trước kia, tông môn chúng ta tiến hành cải tạo, nhưng mà ra ngoài ý muốn, xuất hiện đại lún sụt, cha ta chết, mẹ ta trọng thương. Nhìn mẹ ta trọng thương, ta khóc lớn, đột nhiên mẹ vụng trộm đưa cho ta một thứ. Đó là một phi kiếm tàn phiến mẹ vụng trộm nói với ta con cha mẹ con cuối cùng chỉ có thể cho con thứ này đây là bảo bối có thể cải biến vận mạng con con của ta con không cần bình thường giống như chúng ta con cần cải biến cuộc đời của con cha mẹ vì có thể lưu lại bảo vật này cải biến vận mệnh của ta họ đã hy sinh chính mình cha mẹ không có xem sai phi kiếm tàn phiến này tích hàm ma khí vô tận lai lịch thần bí dựa vào nó ta dứt khoát trở thành chiến tu đi lên một con đường khác Ta ở trong côn luân 1.300 hòa tuyệt thế giới chinh chiến tu luyện, vô số lần sinh sinh tử tử, nó và ta cùng nhau trở thành đồng bạn chiến tu, từng chết đi, nhưng mà dựa vào mảnh vỡ ma kiếm này, ta sống lại, dần dần thoát đỉnh mà ra. Chiến đấu, liều mạng chiến đấu, ở trong côn luân hòa tuyệt thế giới cùng vô số yêu ma chiến đấu, ở ngoài côn luân ngụy trang thành tu sĩ tông môn khác, tham gia đại chiến tông môn khác, ở ngoài trung thiên chủ thế giới, đối với dị tộc khác phát động chiến đấu. Chiến đấu, chính là cuộc sống của ta kiếm ta càng lúc càng ma, vô số địch thủ, chết ở dưới kiếm của ta. Chỉ cần bày giá trị chính mình tồn tại, Côn Luân liền sẽ toàn lực bồi dưỡng, vốn ta thiên phú tối cao cũng chính là kim đan chân nhân, nhưng mà ở dưới Côn Luân toàn lực bồi dưỡng, hậu thiên đạo quả, thành anh đan, vô số tài nguyên trồng chất xuống, ta tấn thăng là nguyên anh chân quân. Nhưng mà, ta dần dần khống chế không được mảnh vỡ ma kiếm này, dần dần nó giống như muốn sống lại, đoạt xá thân ta, ta từng bước một nhập ma thẳng đến ngày đó ta gặp kiếm thần một lần đó là trọng huyền tông hảo kiếp ta ngụy trang thành nguyên anh chân quân trọng huyền tông tham gia đại chiến kích sát tam đại nguyên anh lôi ma tông thái dương thần cung trở về côn luân được kiếm thần thưởng thật ra khi đó ta đã khống chế không được mảnh vỡ ma kiếm ta đã muốn điên cuồng hóa ma kiếm thần nhìn thấy ta chỉ nhìn thoáng qua sau đó nói kiếm ngươi có điểm ma như vậy không được sẽ đi đường khác sau đó hắn nhất khích đem mảnh vỡ ma kiếm của ta đánh nát đồng thời truyền thụ cho ta ba chiêu kiếm pháp, mặc dù đều là kiếm pháp bình thường nhất, nhưng mà tích hàm chính trực khí vô tận, để ta có thể khống chế được ma khí của chính mình, không có chân chính thành ma. Một lần thưởng này, cải biến cuộc đời của ta, kiếm thần thưởng chính là thừa nhận lớn nhất, từ đó trở đi tên của ta chính là kiếm ma. Ta cũng không cần làm một gã côn luân chiến tu tù tùy lúc đi tìm chết nữa, ta ở côn luân có vị trí chính mình, trở thành đại sư huynh quang bích hải xuyên kiếm phái, sau đó là trưởng lão quang bích hải xuyên kiếm phái cuộc đời của ta, đời sau của ta, vận mệnh toàn bộ cải biến. Mặt khác, hư danh này cũng không quan trọng, ba chiêu kiếm pháp của kiếm thần, giúp ta tìm được một con đường khác, một thế giới khác, có lẽ hoa thần, không phải mộng tưởng. Ta sùng bái kiếm thần, ta nguyện ý vì người trả giá tất cả. Ngày hôm qua, Long Mộ Hàn tìm tới ta, hắn là con của tông chủ quang bích hải xuyên kiếm phái chúng ta, không có trải qua chiến đấu gì, nhẹ nhàng tấn thăng tới cảnh giới Nguyên Anh. Hắn biết ta lợi hại, hắn muốn ta giúp việc, đi giáo huấn một lạc ly. Hắn không biết, đã có đại nhân vật, đối với ta hạ lệch, bảo ta trọng thương lạc ly, sau đó đem tội danh cấp cho Long ngộ Hàn, để bọn họ thừa nhận lửa giận kiếm thần. Đại nhân vật này, hắn là phản hư chân nhất đông côn luân, ta không dám kháng hắn. Mặt khác, ta hận lạc ly, cho tới nay, ta đều quan sát tất cả về kiếm thần đại nhân. Lạc ly này ở Đông Hải cùng kiếm thần đại nhân phá diệt âm mưu đại phạm thần chủ. Ở thần độn tông, đại chiến tử nan đà cứu vớt thế giới vì cái gì hắn có thể cùng kiếm thần đại nhân cùng một chỗ lịch kinh phong vũ vị trí này là của ta cho nên ta quyết định đánh bại hắn đả thương hắn để kiếm thần đại nhân biết ta mới là mạnh nhất ta mới là chiến sĩ đáng tin cậy nhất bên người kiếm thần cho nên ta đến ta muốn giáo huấn hắn để hắn biết ta lợi hại lạc ly thần nghiệt đệ tử quan môn tông chủ hỗn nguyên tông đạo hiệu hỏa tuyệt xuất thân đảo linh điệp liêu đông ta cũng không giống đám phế vật long mộ hàn kia ta thân kinh chăm chiến ta đi khắp thiên hạ biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng ta điều tra tất cả về lạc ly tên này thực mạnh pháp lực siêu quần hơn nữa giống như nắm giữ siêu giai đạo thuật đáng sợ từng một kích phá diệt một đại lục thế giới tên này quá mạnh nếu ngay mặt cùng hắn chiến đấu ta không nhất định có thể đánh bại hắn bất quá ta là côn luân chiến tu ta sẽ không cùng hắn ngay mặt chiến đấu ám toán hắn dùng ma thần thứ mảnh vỡ ma kiếm nọ lưu lại Ta muốn ám toán hắn. Ma thần thứ của ta có thể đem bổn nguyên lực của ta làm một ma đạo thứ, công kích bổn nguyên đối phương. Chính là dựa vào tuyệt chiêu này, ta mới có thể kích sát Tam đại nguyên anh Lôi Ma Tông, Thái Dương Thần Cung. Tuyệt chiêu này đến từ thượng cổ thần ma, mảnh vỡ ma kiếm của ta, thật ra chính là một bộ phận thân thể thượng cổ kiếm ma thần, bổn nguyên lực của ta chính là một bộ phận nhỏ của kiếm ma thần thời đại thượng cổ thần ma, một lạc ly nho nhỏ, ta một đâm liền làm cho ngươi trọng thương, biến thành ngu ngốc tiến nhập tử dương sơn mạch, ta mỉm cười cùng kỳ quang chân quân, long mộ hàn, tiếp đón, mấy đứa ngốc này, đối với ta một khuôn mặt cười, phế vật trong nhà ấm, bọn họ sợ ma khí trên người ta. Bọn họ lập tức sẽ trở thành người chịu tội thay, mặc dù không biết đại nhân vật này muốn làm cái gì, nhưng mà ta biết, sự kiện này chỉ là đạo dây dẫn nổ, sự kiện lớn hơn là ở phía sau. Ta cũng sẽ bởi vì sự kiện này, bị nhốt ở trong hải nhãn thiên lao 300 năm, nhưng mà vừa lúc mượn cái này lĩnh ngộ đạo ta, tấn thăng hóa thần tiểu tử này chính là lạc ly thực đẹp trai càng xem càng không thuận mắt hắn nhìn về phía ta tốt cơ hội chết đi cho ta chúng ma thần thứ của ta đâm chúng hắn hắn toi rồi cảm giác kỳ quái bổn nguyên của ta sao lại giống như tiến vào một thế giới kỳ dị giống như trở về đến thời đại thượng cổ hồng hoang cái này đây là đại lực thần sao không có khả năng không có khả năng lạc ly bổn nguyên lại là thượng cổ cổ thần đại lực thần chạy mau chạy mau bổn nguyên của ta chỉ là một bộ phận nhỏ của kiếm ma thần, gặp được cổ thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy mau, bổn nguyên của ta chỉ còn lại có ý niệm cuối cùng này. Không, không phải, không phải đại lực thần, mà còn, lại là dũng khí thần so với đại lực thần còn đáng sợ hơn. Ô, không đúng, là trí tuệ thần, là lang thần, là hổ thần, là lôi thần. Không có một ai là ta có thể chọc được, ta chết định rồi, còn không phải, là minh thần, là tử thần, là long thần, là vô thần. Không, cũng không phải, bổn nguyên lạc ly này, lại là mà thế thần. Mà thế thần kết thúc thời đại thần ma thượng cổ hồng hoang. Thì ra cuộc đời của ta, chính là như thế, chung kết ở đây. Ô, hắn nở nụ cười, hắn không có giết ta, ta còn có giá trị tồn tại, thì ra cuộc đời của ta còn có một khúc quanh, ngay tại lúc này. Có lẽ, ta thực sẽ trở thành thánh nhân, hoành không xuất thế. mươi 976, mà thế chi mạt, chủ ta vĩnh hằng một. Đám người kỳ quang chân quân thở lớn cũng không dám, nhìn kiếm ma từ từ đi đến. Kiếm ma này sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí mười phần, một thân ma khí mênh mông, nhìn đến hắn, đám người kỳ quang chân quân chính là run rẩy trái tim băng giá. Kiếm ma cũng không cùng bọn họ nói lời thừa, hơi hơi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bước chậm tiến vào bên trong Tử Dương sơn mạch, thẳng đến Lạc Ly mà đi. Đám người kỳ quang chân quân cắn răng chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ, giáo huấn hắn, giáo huấn hắn. Nhưng mà ra ngoài ý liệu bọn họ, kiếm ma nọ nhìn về phía Lạc Ly, sau đó Lạc Ly nhìn về phía hắn. Hai người đối mắt, trong nháy mắt, động cũng không động. Ở trong quá trình đối mắt, kiếm ma sắc mặt biến đến biến đi, mê mang không rõ, giống như suy nghĩ cái gì, đang hồi ức cái gì. Trường tam thức sau, kiếm ma phốc một cái, thế mà quỳ xuống, hướng Lạc Ly đại lễ tham bái. Lập tức tất cả mọi người choáng váng, bao gồm Lạc Ly ở trong đó. Đây là làm gì, người này đến, liếc mắt nhìn ta một cái sau đó liền quỳ xuống đây là chuyện gì chỉ thấy kiếm ma đối với lạc ly nói chủ ta tại thượng đệ tử kiếm ma ra mắt chủ ta lạc ly hỏi vị đạo hữu này ngươi đang làm cái gì kiếm ma nói đệ tử rõ ràng đệ tử rõ ràng đa tạ chủ ta chỉ điểm sau đó kiếm ma đứng dậy hắn căn bản không quan tâm lạc ly lạc ly nhịn không được lại hỏi đạo hữu ngươi làm sao vậy kiếm ma đột nhiên đối với lạc ly cười nói sáng thế chi sơ, mà thế chi mạt, chủ ta vĩnh hằng, thần ta vô thượng. Lần này đến lượt Lạc Ly kinh ngạc, không biết kiếm ma đang nói cái gì. Kiếm ma hướng trời ha ha cười lớn, sau đó nhanh rời khỏi. Lạc Ly không khỏi trong lòng chợt lạnh, hắn nghĩ tới một tồn tại, mà thế thần. Mặc dù mà thế thần này, bị Lạc Ly đầy, nhưng mà mà thế thần chính là Lạc Ly, Lạc Ly biết nó lấy một loại hình thức tồn tại không biết, ngay ở bên người mình. Kiếm thần rời khỏi, đi ra bên ngoài, đám người kỳ quang chân quân vây lại cũng hỏi kiếm ma kiếm ma ngươi làm sao vậy kiếm ma nhìn về phía bọn họ ánh mắt mê mang vừa thấy chính là bị mê hồn sau đó nói sáng thế chi sơ mà thế chi mạt chủ ta vĩnh hằng thần ta vô thượng sau đó nhanh rời khỏi đám người kỳ quang chân quân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi long mộ hàn nói xong rồi đây là chúng mê hồn đại pháp gì đó man tử ngoại vực chính là đáng sợ kiếm ma chúng đạo rồi đúng đúng, cái gì kiếm ma, cũng là phế vật. Cũng bất quá như thế, làm sao giờ, xem ra chúng ta cần nghĩ biện pháp khác. Bọn họ đều nghĩ kiếm ma chúng mê hồn pháp, nhưng mà kiếm ma rời khỏi bọn họ, nhất thời khôi phục minh tịnh, mới vừa rồi đều là giả, hắn mặt mang mỉm cười, trong miệng chậm rãi nói. Chủ ta tại thượng, ta nhất định hoàn thành mệnh lệnh ngài giao cho ta. Lạc Ly nhìn thấy kiếm ma rời khỏi, không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm này khác với trước kia, giống như đến từ trời, đến từ chỗ sâu trong vũ trụ. Lạc Ly đột nhiên không muốn ở Côn Luân đợi tiếp nữa, hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ, trở về hốn Nguyên Tông. Nghĩ đến đây, hắn đi tới Tây Thiên Môn, chạy rãi bước ra. Nhìn thấy Lạc Ly rời khỏi, đám người kỳ quang chân quân đều sửng sốt, sau đó vừa mừng vừa kinh. Sau khi đi ra Tây Thiên Môn, Lạc Ly bắt đầu truyền tống, không lâu liền đi tới bờ nhược thủy, sau đó lóe lên, thông qua nhược thủy, rời khỏi Côn Luân địa vực, cuối cùng ngự không dựng lên, biến mất ở ngoài vạn dặm. Bên kia kiếm ma tiếp tục đi, vào trong một tòa đại điện. Ở trong đại điện kia, có một thanh âm trang nghiêm hỏi. Thế nào, nhiệm vụ thất bại, ngay cả ngươi cũng không là đối thủ của Lạc Ly. Kiếm ma không có trả lời, chỉ hai mắt mê mang nói. Sáng thế chi sơ, mà thế chi mạt, chủ ta vĩnh hằng, thần ta vô thượng. Thanh âm nọ ồ một tiếng nói, người đi đi, đi hải nhãn thiên lao tu luyện 300 năm, kiếm ma xoay người rời khỏi sau khi kiếm ma rời khỏi rất lâu sau trong đại điện kia thanh âm nọ nói quả nhiên không được xem ra thần nghiệt quả nhiên thực mạnh kiếm ma thất bại rồi một thanh âm khác truyền tới thất bại thì thất bại đi vốn cũng không có nghĩ hắn có thể thành công chỉ là bọn họ không có giao thủ khơi mào hỏa diễm thật thất vọng không quan hệ ta sẽ tiếp tục thúc động bọn họ tiến hành chiến đấu lạc ly là nhân tuyển tốt nhất kẻ này thực lực siêu cường đại biểu hỗn nguyên tông cùng tây côn luân có mật ước vừa lúc mượn tay hắn làm yếu đi đám bảng chi này cho biết thượng môn lợi hại đúng để cho bọn họ khỏi quên hết tất cả thực tưởng trở thành phản hư là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng đúng vô danh sư thúc lạc ly này có đại thần uy cấp bậc hủy diệt đại lục đừng nói phản hư này chính là chúng ta có lẽ đều sẽ chết ở dưới đại thần uy của hắn để hắn giáo huấn một trận để cho đám người này biết côn luân là dựa vào ai tồn tại côn luân ai nói mới là chân lý vậy ngươi liền làm đi chỉ là cẩn thận không cần để chân nhất phát hiện, bằng không hắn sẽ thực tức giận. Cái này, cái này, vô danh sư thúc, ta thật ra có một mục đích khác, chân nhất hắn cùng lạc ly này đi quá thân cận. Ta không muốn bọn họ đi quá gần, cho nên, thì ra như thế, một hòn đá hai con chim, ngươi đến đi, muốn làm thì làm đi, mặc kệ về sau như thế nào, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Đám bà hệ nọ, gần đây rất quá phận, bọn họ thế mà muốn nhúng tay vào bàn đào thịnh hội, bọn họ quên mất ý nghĩa tồn tại của bọn họ phải giáo huấn, vâng, vô danh sư thúc, người yên tâm đi, Tây vương mẫu bên kia đã hồi ứng, bọn họ sẽ phối hợp chúng ta, diễn tốt màn diễn này, giáo huấn đám người này, để bọn họ biết ai mới là chủ nhân chân chính côn luân này. Lạc Ly rời khỏi vạn dặm, thoát khỏi mọi người truy tung, Lạc Ly nhất thời biến đổi, hóa thành một tu sĩ xa lạ, xoay người trở về. Dựa vào ngọc bài khách quý nọ, Lạc Ly một lần nữa tiến nhập núi Côn Luân, một lần này đi tới trước Tây Thiên Môn, hắn không có tiến nhập, mà là xuất ra côn luân kính, nhoáng lên một cái. Dựa theo ước định bí mật giữa hỗn nguyên tông cùng Tây Côn Luân, chỉ cần Lạc Ly sử dụng côn luân kính này, Tây Côn Luân sẽ có người đến tiếp, ở thánh nữ tế nộp lên lễ vật. Quả nhiên côn luân kính lóe lên, ở bên người Lạc Ly liền xuất hiện một nữ tử, nàng thanh lịch ung dung, con người giống như làm bảo thạch thuần khiết, phát tán ra mị lực khiến người ta không tự chủ được xa vào trong đó, mái tóc dài buông tới thắt lưng, từng sợi mềm mượt, giống nhau thác nước chảy xuống, váy dài màu lam uốn lượn giống như một đóa úc kim hương càng làm nổi bật dáng người thoi dài của nàng nàng đối với lạc ly nói có phải là đạo hữu hốn nguyên tông lạc ly hồi đáp như hẹn mà đến nàng kia nói mời đạo hữu đi theo ta nói xong nàng dẫn lạc ly thông qua tây thiên môn đi tới tây côn luân chương 976, mà thế chi mạt chủ ta vĩnh hằng hai thông qua tây thiên môn lạc ly cùng kiếm ma gặp thoáng qua lạc ly không có chú ý tới kiếm ma mỉm cười nhìn lạc ly, lặng lẽ rời khỏi. Kiếm ma tới càn khôn địa vực, ở một chỗ sơn cốc hẻo lánh, bắt đầu bố trí. Hắn chế tạo một cái đại trận lập thể thật lớn, đại trận này nếu bị tu sĩ thông huyền thiên cơ cốc nhìn thấy, sẽ vì đại trận này, nguyện ý trả giá tất cả. Chính là bị côn luân phản hư nhìn thấy, cũng sẽ mở lớn miệng, khó có thể tin tưởng. Rất lâu, kiếm ma bắt đầu kích hoạt đại trận này. Đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình giã. Thái tố chất chi khí hình chất tam cụ, vị tương ly tán, viết hỗn độn, thị vạn vật vị phân phán giã. Cố vu cửu vạn cửu thiên cửu bách cửu thập cửu ước vạn khí chi sơ, phục liệt huyền nguyên thủy, nhi sinh thiên địa yên. Tự nhiên chi đạo, dĩ hóa thiên địa, ngô cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh. Theo hắn thi pháp, nhất thời cả đại trận vận chuyển lên, sau đó một đạo hào quang sông lên trời, nhưng mà cả côn luân, lại không có một ai phát hiện đạo ánh sáng này. Ở trong hào quang mơ hồ truyền tới một thanh âm, là ai, là ai đang hô hoán Bổn tọa? Kiếm Ma cung kính nói, tồn tại vĩ đại, ta chỉ là một con kiến hèn mọn, đại nhân ngài không cần để ý ta tồn tại. Thanh âm nọ chậm rãi nói, vậy ngươi hô hoán Bổn tọa làm gì? Chờ một chút, ở trên người ngươi có ấn ký Bổn tọa lưu lại, ngươi cùng người Bổn tọa quan sát, đã tiếp xúc qua. Kiếm Ma nói, vâng, đại nhân, chủ nhân ta chính là Trung Thiên chủ thế giới, Hỗn Nguyên tông lạc ly. Thanh âm nọ nhất thời truyền tới vẻ vui ưng, tiểu tử nọ, chơi rất thích chỉ là ở trung thiên chủ thế giới, ta sau khi tiến nhập, tổn thất quá lớn, bằng không ta sẽ tìm hắn chơi. Kiếm ma mỉm cười nói, đại nhân, ngài cứ đến. Nói xong, hắn xuất ra một đào hạch, để vào hào quang trong nọ. Trong nháy mắt, đối phương kinh ngạc kêu to, tiên tần bàn đào, sao có khả năng, sao có khả năng, giới này thế mà còn có tiên tần bàn đào. Kiếm ma chỉ mỉm cười, không có trả lời. Trong nháy mắt, hào quang vô tận giống như từ trên trời hạ xuống, giống như có người xuyên qua vạn ngàn thời không, trong nháy mắt lóe lên, có người xuất hiện ở trước người kiếm ma. Theo hắn xuất hiện, bên trong trung thiên chủ thế giới, vô số cường giả, chính là trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía hư không, nhưng mà cái gì đều nhìn không tới. Mà ở phía trước kiếm ma, có bóng người, nếu Lạc Ly nhìn thấy, sẽ vô cùng quen thuộc, chính là tiểu hầu tử ở tà liên chủng thế giới tôn bất phá. Nàng kia dẫn Lạc Ly cứ thế mà đi, đi quá tây thiên môn, nàng nhẹ nhàng lôi kéo, trong nháy mắt Lạc Ly cùng nàng liền truyền tống đến bên trong một tòa đại điện chỗ này có lẽ chính là tây côn luân trong truyền thuyết lạc ly xem qua đại điện này nội bộ bố cục rộng lớn tráng lệ lấy bạch ngọc thạch làm bậc lấy vàng mạ trụ nơi nơi cao lớn rộng rãi khí thế hoành tráng tử đồng hương lô đang đốt long tiên hương chân quý khói xanh mờ ảo tinh tế tán đi lưu lại bên trong phòng dị hương sông mũi đá cẩm thạch trong sáng trải đất như muốn chiếu ra bóng người bên trong đại điện hồng ngọc chạm thành ghế dài sắp xếp có thứ tự mặt trên trải da cáo mềm mại màu trắng trên bàn bày mứt quả các màu cùng một bộ thanh hoa trà cụ. Nữ tử cầm lấy trà cụ, bàn tay trắng nõn vì lạc ly nhẹ nhàng rót một hồ trà thơm. Động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mười phần đẹp mắt, trà thơm rót xong, nhất thời một cỗ linh khí, xông thẳng trực diện, làm cho lạc ly cảm giác được mười phần thoải mái. Nữ nhân tựa cười mà không cười nói, đạo hữu mời, đây là Thủy Vân Thanh Yên trong 13 danh trà Tây Côn Luân chúng ta, mười phần không tệ. Lạc ly cầm lấy trà thơm, nhẹ nhàng ngửi, nhất thời cảm giác được thủy vân linh khí vô tận, xuyên thấu toàn thân, làm cho người ta có một loại vô cùng thoải mái. Sau đó uống vào một ngụm, như một thủy vân, khói xanh miều miều, vạn phần thoải mái. Lạc Ly nói, trà tốt, trà tốt, nàng kia cười nói, đa tạ đạo hữu đã khen, ta là thánh nữ sự bị Tây Côn Luân phi tuyết, không biết, vị đạo hữu hốn nguyên tông này cao tính đại danh. Lạc Ly cũng cười, hắn lần này đến, đã nghĩ giao tiếp hoàn tất, trở về hốn nguyên tông, không muốn lại cùng Côn Luân phát sinh dính líu gì, cho nên tùy tiện nói ta là Phạm Vô Kiếp. Không biết vì cái gì, Lạc Ly hiện tại đặc biệt vui vẻ đánh ra danh hiệu Phạm Vô Kiếp. Phi tuyết nọ lại hé miệng cười nói, Lạc Ly đạo hiếu, người ra mà thật dày. Một câu nói, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. Phi tuyết tiếp tục nói, Lạc Ly đạo hiếu, người quá coi thường côn luân chúng ta, Phạm Vô Kiếp hiện tại đang ở hốn nguyên khổ tu, đã 12 năm không có rời khỏi sơn môn. Mà Lạc Ly đạo hiếu, người mới đây không lâu rời khỏi côn luân chúng ta, bay ra vạn dặm, ở phổ thái sơn biến hóa hình dạng, mặc dù ngài biến đổi hình dạng, nhưng mà thân pháp bào này của ngài lại không có biến đổi, mặt khác ngài ở côn luân chúng ta tu luyện một năm rưỡi, linh khí côn luân trên người căn bản không có tiêu tán, lừa người cũng không dễ như vậy. Lạc ly ha ha cười, khôi phục hình dạng như cũ nói, vui đùa mà thôi, vui đùa mà thôi. Phi tuyết nói, đạo hữu ra mặt thật dày. Lạc ly lắc đầu nói, không phải ra mặt dày, ta không biết vì cái gì, có một loại cảm giác sắp ra đại sự, cho nên vội vã hoàn thành nhiệm vụ trở về sư môn phi tuyết lại cười nói lạc ly đạo hiếu đi không được dựa theo ước định của tiền bối tây côn luân chúng ta cùng hốn nguyên tông phải ở khi đại điển hoàn tất tiến hành trao đổi còn hơn tháng đạo hiếu vẫn phải ở tây côn luân ta nghỉ ngơi cho tốt đi đạo hiếu người cũng có thể nhìn xem núi côn luân này đến cùng là tây côn luân chúng ta tốt hay là đông côn luân diệu lạc ly thở dài một tiếng nói không thể cho ta đi sớm một chút sao Phi Tuyết nói không thể, thật ra không biết vì cái gì nhìn thấy Đạo Hữu hỗn nguyên tông, ta đều là vừa hận vừa yêu. Lạc Ly sửng sốt nói hận cái gì, yêu cái gì. Phi Tuyết nói năm ấy tổ sư Vương Minh Dương Tiên sinh quý tông, vì Tây Côn Luân ta lập ra quy củ. Đến tận đây thánh nữ Côn Luân chúng ta, rốt cuộc không có quyền lợi cái thế như trước kia. Người nói ta có thể không hận sao? Nhưng mà Vương Dương Minh Tiên sinh vì hồng phấn chi kỷ chính mình lập ra quy củ từ này trở đi cho thánh nữ côn luân chúng ta thân tự do, mọi người không cần cả đời thủ trinh, có thể tìm trí chí ái chính mình, có thể hưởng thụ nhân sinh. Người nói, chúng ta có thể không cảm kích, có thể không yêu sao. Nữ tử này, tay áo dày bay múa, vài câu nói, đã làm cho lạc ly đối với nàng có hảo cảm, quả nhiên côn luân thánh nữ này không đơn giản. Đột nhiên phi tuyết sửng sốt, đối với không chung nói, vâng, vâng. Sau đó nghiêm túc đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, Tây Vương mẫu chúng ta, muốn gặp ngươi. Chương 977, lực áp côn luân đấu Nguyên Anh. Lạc Ly sửng sốt, Tây Vương Mẫu, đây là người nắm trong tay Tây Côn Luân, quyền lợi cực lớn, nàng cần gặp mình làm gì? Ở Phi Tuyết dẫn đường, lòng vòng một hồi, qua đình đài, xuyên lâu các, cuối cùng đi tới phía trước một tòa điện phủ. Vòng qua cửu sắc 10 quang thủy hoa môn, dọc theo đường đá đi tới trước, đi vào chính viện, vòng qua một bức tường đá cầm thạch khắc vạn mã phi nhanh cực kỳ rộng rãi cao lớn, trước mắt liền trở nên sáng sủa chỉ thấy một con đường cực kỳ rộng lớn, ngay mặt đi tới hơn 50 bước, là một gian đại sảnh đường 10 phần rộng lớn, một loạt 16 cái cửa lớn sáng người nước đỏ mở ra, ở trên hoành ngang một tấm biển ghi ba chữ, linh tê đường, lớn, lực đạo hồn hậu, như có khí kim thạch. Chỉ thấy đầy mắt là xa quý phú lệ, đơn giản mà cao nhã, quả thực là phi thường khí phái. Lạc ly đến đây, chỉ thấy trong đường, có một tấm rèm chậm rãi hạ xuống, sau tấm rèm giống như có một nữ tử ngồi ngay ngắn, đây có lẽ chính là Tây Vương Mẫu. Phi Tuyết tiến vào, lập tức đối với nữ tử mặt sau tấm rèm hành lễ, quả nhiên là Tây Vương mẫu. Lạc Ly cũng hành lễ nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, Lạc Ly đệ tử hỗn nguyên tông, ra mắt Tây Vương mẫu tiền bối. Đối phương chậm rãi hồi đáp, hay cho một tuyệt hỏa chân quân, quả nhiên bất phàm. Tây Vương mẫu không có trả lời thi hào, bởi vì Côn Luân không có thi hào. Bởi vì Côn Luân cũng không cần thi hào, nhân tộc phát nguyên, trung tâm thời đại vô thượng, hai chữ côn luân này chính là thi hào lớn nhất mạnh nhất thiên hạ đại đạo xuất côn luân đệ nhất thượng môn trung thiên thế giới đây chính là di sản lạc ly đối mặt tây vương mẫu tất cung tất kính đối phương mặc dù nhìn không tới bóng người nhưng mà lạc ly có thể cảm giác được nàng linh khí cường đại tuyệt đối là phản hư chân nhất lạc ly chậm rãi nói tây vương mẫu tiền bối ngài bảo ta đến đây có chuyện gì sao tây vương mẫu thanh âm lại một lần nữa vang lên giống như chuông bạc dẫn một loại ma lực kỳ dị làm cho người ta nhịn không được tin tưởng lời nói của nàng. Xác thật có việc, Lạc Ly tiểu hữu ta có một đại sự, muốn cầu ngươi giúp. Lạc Ly nhíu mày nói, xin hỏi tiền bối, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm, ta sẽ tận lực giúp ngài làm được. Yên tâm đi, ngươi có thể làm được. Năm này, thiên địa linh khí tăng lên, tu sĩ tu luyện dễ dàng, côn luân ta hình thức đại biến, không ít đệ tử chi nhánh, quên hết tất cả, đối ta đông tây côn luân, không tôn kính. Bọn họ ở dưới cánh chim chúng ta bảo hộ, mới có hôm nay. Lại không biết trời cao đất rộng, thậm chí có người, còn muốn đem tông môn chi nhánh Côn Luân cũng sắp xếp nhập hàng ngũ thượng môn, đối với thượng môn khác càng là bất kính. Thật sự là không biết sống chết, là tự tìm đường chết. Như vậy đi xuống, Côn Luân ta nhất định gặp chuyện không may, cho nên phải để cho bọn họ tỉnh ngủ, biết chính mình tám lạng nửa cân. Nói tới chỗ này, Tây Vương mẫu đỉnh trệ một chút, sau đó tiếp tục nói. Đông Côn Luân đám người vô danh lên kế hoạch, lợi dụng người giáo huấn đệ tử chi nhánh này. Nhưng mà bọn họ đối ngoại chiến đấu hoặc là ở đây, kế hoạch này vẫn là coi tính toán mà thôi, vẫn kêu đám nữ nhân chúng ta đi làm. Nếu muốn bọn họ tỉnh ngủ, phải đường đường chính chính, đi dương mưu, đánh vào mặt. Lạc ly, ta muốn bày ra một lôi đài Nguyên Anh, mời người thủ lôi, đem côn luân chúng ta cao thấp, toàn bộ Nguyên Anh chân quân, toàn bộ đánh bại ở phía trên lôi đài. Lời này vừa nói ra, chẳng những lạc ly, phi tuyết nọ cũng đều choáng váng phi tuyết vội vàng nói sao có khả năng vương mẫu đại nhân lạc ly một người khiêu chiến côn luân chúng ta toàn bộ nguyên anh chân quân cái này sao có khả năng nàng không tin lạc ly có năng lực này giống như nói đùa vậy tây vương mẫu nọ cười chậm rãi nói phi tuyết lạc ly trước mắt ngươi cũng không phải là nhân vật đơn giản đừng nói nguyên anh chân quân chính là phản hư hắn cũng có thể kích sát ánh mắt ta có thể nhìn thấu vị lai lỗ tai ta có thể nghe hết vận mệnh, tâm ta có thể cảm thụ vũ trụ, hư hư, trả giá càng nhiều, được càng nhiều, vũ trụ này, thiên địa này, thế giới này, không có cái gì ta không biết. Cho nên ta biết, Côn Luân ta, Đông Tây Côn Luân, tổng cộng 128 chi nhánh, 8627 Nguyên Anh, không có một người là đối thủ của hắn. 8627 Nguyên Anh, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, hỗn Nguyên Tông mới 100 Nguyên Anh, căn bản không có biện pháp so sánh. Bất quá dựa theo thực lực Côn Luân hiển lộ dự đoán, Côn Luân căn bản không chỉ có chừng này Nguyên Anh. Di sản, đây chính là di sản. Phi tuyết ở một bên nhỏ giọng nói, sao có khả năng, sao có khả năng. Tây vương mẫu không có quản phi tuyết, nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, chỉ cần ngươi đánh bại Nguyên Anh chân quân Côn Luân tự cho là đúng này, lực áp Côn Luân, ngươi muốn cái gì, ta liền thưởng ngươi cái đó. Đánh thắng 300 trận, có thể đổi lấy một thiên giai linh vật, đánh thắng 1.000 trận, có thể đổi lấy một mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc đánh thắng hai ngàn trận có thể đổi lấy một di vật cổ thần đánh thắng một vạn trận thậm chí có thể đổi lấy một tiên thiên linh bảo nếu ngươi đem toàn bộ nguyên anh côn luân chúng ta đánh bại ta liền đem bảy thánh nữ dự bị côn luân thánh nữ tế lần này hái xong bàn đào toàn bộ đưa cho ngươi làm vợ làm tiểu thiếp lời này vừa nói ra nhất thời lạc ly cùng phi tuyết toàn bộ cả kinh phi tuyết nhịn không được nói không vương mẫu đại nhân ngài Tây vương mẫu gửi lạnh một tiếng nói, một năm rưỡi trước, phần hương rời khỏi hàng ngũ thánh nữ dự bị, đối ngoại tuyên truyền là bị tiểu ma nữ diệp thiếu ngư chọc ghẹo dẫn đến. Thực sao, mấy người các ngươi, ích lợi huân tâm, rất quá phận. Đã lướt qua cực hạn ta có khả năng dễ dàng tha thứ. Vốn, ta muốn đại điển hoàn tất, trừng phạt các ngươi, nhưng mà, quên đi, cho các ngươi một cơ hội. Theo lời nàng nói, phi tuyết sợ đến lập tức quỳ xuống, chính là sự tình mình nghĩ vô cùng ẩn bí, lập tức bị Tây Vương Mẫu điểm ra, sợ đến toàn thân run rẩy, không dám nói chuyện. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly thấy thế nào, bảy thánh nữ côn luân dự bị, làm nô tỳ tiểu thiếp của ngươi, này vinh dự, hưởng thụ này, thiên hạ không có. Lạc Ly lắc đầu nói, cảm ơn, bất quá cái gì thánh nữ này, ta không cần. Nghe lời này, phi tuyết thở ra một hơi dài, nàng nhìn hướng Lạc Ly, tưởng Lạc Ly sợ hãi thất bại, không dám nhận nhiệm vụ. Ai biết, Lạc Ly nói, bất quá, có thể tận bại nguyên anh côn luân. Đối cho ta mà nói, thật ra là một phần vinh dự trong cuộc đời. Suy nghĩ một chút, chính là kích thích vô cùng, toàn thân nhịn không được run rẩy. Chuyện này ta làm, người chuẩn bị lôi đài đi. mươi 978, một người một pháp đánh cả côn luân một. Lạc ly chậm rãi đáp ứng, tồn tại mặt sau tấm màn, vô thanh vô tức, giống như lạc ly đáp ứng quyết định này, là ở trong nàng dự kiến. Bất quá, lạc ly hiện tại đối với người phía sau tấm màn, mình nhìn không tới nàng mảy may, nhưng thật ra mười phần lý giải, bởi vì mới vừa rồi nàng đã nói trả giá càng nhiều được càng nhiều, ánh mắt ta có thể nhìn thấu vị lai, lỗ tai ta có thể nghe tận vận mệnh, tâm ta có thể cảm thụ vũ trụ. lạc ly trong minh minh cảm giác trở thành tây vương mẫu này thật ra cũng không phải là chuyện tốt gì. tây vương mẫu chậm rãi nói vậy là tốt rồi, lôi đài đã bắt đầu dựng, đã thông báo bốn phương, ngày mai tỷ thí chính thức bắt đầu. lạc ly nhớ lấy đánh thắng 300 trận, có thể đổi lấy một thiên giai linh vật, đánh thắng 1.000 trận, có thể đổi lấy một mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, đánh thắng 2.000 trận, có thể đổi lấy một di vật cổ thần, đánh thắng nhất vạn trận, có thể đổi lấy một tiên thiên linh bảo. Ta nói là trận, không phải người, một người có thể liên tục vài lần thượng đài, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bọn họ, ta liền cho ngươi bảo vật này. Tây vương mẫu này quả nhiên có thể nhìn thấu vị lai, vô luận là mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, hay là di vật cổ thần, hay là tiên thiên linh bảo, lạc ly đều vô cùng muốn lạc ly nói tốt vậy so một lần cuộc đời có thể có mấy lần như vậy ta liền thử một lần cường giả côn luân này tây vương mẫu mỉm cười nói bị ngươi đánh bại bất quá cùn đi nhuệ khí so với không biết trời cao đất rộng tương lai đền tính mạng vẫn tốt hơn nếu ngươi có thể đem toàn bộ nguyên anh chân quân côn luân đánh bại ta liền đem bảy thánh nữ dự bị côn luân thánh nữ tế lần này toàn bộ đưa cho ngươi làm vợ làm tiểu thiếp lạc ly nhất thời đổ mồ hôi nói tiền bối cái này thì bỏ đi ta vô phúc hưởng thụ tây vương mẫu chỉ cười nói ta nói cho tới bây giờ đều là lời ra tức pháp không thể không làm cứ như vậy lạc ly cáo từ tây vương mẫu rời khỏi chỗ này khi rời khỏi chỗ này lạc ly phát hiện phi tuyết nọ sắc mặt trắng bệch không thể che giấu nàng cũng không cùng lạc ly nói chuyện bước nhanh biến mất phi tuyết rời khỏi đã có những người khác đón lại đây vì lạc ly an bài dừng chân nghỉ ngơi ban đêm ban đêm lạc ly bắt đầu tự hỏi chính mình muốn chiến hay không. Không biết vì cái gì, Tây Vương mẫu lời nói bình tĩnh, dẫn một loại ma lực, làm cho Lạc Ly nhịn không được máu nóng bốc lên. Ta, Lạc Ly, một người, bại tận 8.000 nguyên anh côn luân. dáng vẻ giống như thực lợi hại, máu ta đang sôi sục đang bốc cháy. Mấy trăm năm, đau khổ tu luyện, chạy bốn phương, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nhẫn tâm tĩnh khí, đau khổ tích lũy, hôm nay Lạc Ly ta cũng đáng một bước lên trời. Mặt mày dạng rỡ, 12 thần uy, tứ đại hỏa tuyệt đạo thuật vậy đến đây đi để ta cho các người biết một tiếng thiên hạ ai mới là mạnh nhất mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc di vật cổ thần hay là tiên thiên linh bảo ta đều muốn năm ấy tổ sư trung hưng từng đại chiến côn luân hôm nay cũng đáng để lạc ly ta lưu lại vĩ tích này ta muốn chiến vậy chiến đi dần dần lạc ly ý chí chiến đấu bùng cháy trong lòng muốn đấu ngày hôm sau có người dẫn lạc ly đi tới vũ đấu trường tây côn luân dọc theo đường đi Lạc Ly phát hiện hôm nay tu sĩ trên đỉnh Côn Luân so với trước kia hơn vô số. Không ít người vụng trộm chỉ chỉ điểm điểm, hắn chính là Lạc Ly, Nam Man Hỗn Nguyên Tông, đúng, truyền thuyết hắn nói ra lời, muốn tận bại toàn bộ nguyên anh Côn Luân ta. Không phải chứ, quá cuồng vọng đi, chỉ bằng hắn, thứ cuồng vọng, bất quá truyền thuyết Tây Vương Mẫu đã đáp ứng hắn, hơn nữa đem bảy đại hậu tuyển thánh nữ Côn Luân chúng ta một lần này, làm phần thưởng, nếu hắn có thể tận bại toàn bộ nguyên anh Côn Luân ta bảy đại thánh nữ toàn bộ đồng ý làm tỳ làm thiếp cho hắn. Sao có khả năng, tức chết ta, bảy đại hậu bổ thánh nữ Tây Côn Luân chúng ta, Phi Tuyết, Hồng Trần, Không Cốc, Thanh Dương, đều là kiêu ngạo của Côn Luân chúng ta, hơn nữa đều là trong 10 đại mỹ nữ trung nguyên địa vực. Bằng cái gì làm tỳ làm thiếp cho tiểu tử này, đúng, đúng, rất đáng giận, cũng không biết Tây Vương mẫu này bị điên cái gì nữa. Mặc kệ nó, chỉ cần chúng ta đánh bại Lạc Ly, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha tất cả đều là trò cười đúng đánh bại hắn đánh bại hắn vô số người tức giận khó bình nhìn thấy lạc ly hoành nghi lãnh đối nhìn người chỉ trỏ nhưng mà càng là như thế lạc ly càng mỉm cười trong lòng chiến ý mạnh hơn liếc mắt nhìn lại một cái một giác đấu trường thật lớn xuất hiện ở trước mắt lạc ly thở ra một hơi dài hôm nay đến đây là phải kiếm thí thiên hạ dương danh bốn phương hướng toàn bộ cường giả phát ra tiếng giống của chính mình Càng xem giác đấu trường này, Lạc Ly càng tâm huyết bốc lên, đến đây đi, các nguyên anh chân quân côn luân, để ta cho các người biết, không cần nghĩ đóng lại cửa lớn, mình chính là thiên hạ vô địch, thế giới này thiên hạ anh hùng vô số. Lạc Ly trong lòng cho tới bây giờ đều là dã tâm sung mãn, hắn bước đi vào. Tiến nhập giác đấu trường, đây là kiến trúc tiên tần di lưu, giác đấu trường hư nghĩ chiến đấu tốt nhất tu tiên giới. Ở trong giác đấu trường này, ước chừng có mấy vạn tu sĩ, đều là tu sĩ côn luân, nhìn thấy lạc ly tiến đến, tất cả bắt đầu hô lên. Hô, đây chính là tu sĩ hỗn nguyên tông vọng tưởng khiêu chiến côn luân chúng ta. Chỉ bằng hắn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Man tử, cút về nhà đi thôi, chỗ này là côn luân, là trung tâm thiên địa, không phải địa phương người có thể ở. Cút về hỗn nguyên tông người đi, hỗn nguyên tông, chính là tông môn rách nát chưa từng có người phi thăng. Đúng, thì ra trong ở thượng môn bài danh 77, hiện tại là 55 mới là thượng môn bài danh 55, cũng dám cuồng vọng như vậy sao? Cái gọi là thượng môn này, trừ bỏ côn luân chúng ta, cái khác đều tính là cái rắm Đúng, đúng, địa phương nho nhỏ đi ra, cũng không biết trời cao đất rộng. Cút về hỗn nguyên tông người đi, cút về hỗn nguyên tông người đi, vô số tiếng mắng, bốn phương tám hướng chuyển tới. Lạc Ly nhìn bọn họ, đến tận đây một mình mình, cùng cả thế giới là địch. Nhưng mà Lạc Ly nở nụ cười, hắn đang chờ đợi. Trong nháy mắt, ở trước người Lạc Ly, xuất hiện một thủy kính thật lớn, mặt trên viết đầy tên. Xuân Sơn hậu thổ Tông Long phi chân quân, khiêu chiến Lạc Ly đạo hiếu. Lãng phong đại đạo Tông Quỷ Phương chân quân, khiêu chiến Lạc Ly đạo hiếu. Quang Bích Hải xuyên kiếm phái Long Mộ Hàn, khiêu chiến Lạc Ly đạo hiếu. Nguyên Thất Tông Thiết Cốt chân quân, khiêu chiến Lạc Ly đạo hiếu. Vũ Luân Kim Linh Tông Trần Bình Cửu, khiêu chiến Lạc Ly đạo hiếu. Từng hàng danh tử vô cùng vô tận, đều là nguyên anh chân quân, khiêu chiến Lạc Ly chương 978, một người một pháp đánh cả côn luân, hai. Lạc Ly hướng xuống phía dưới thấy tổng cộng có 3.000 nguyên anh chân quân, Lạc Ly một mình khiêu chiến côn luân, ở trong lòng rất nhiều nguyên anh chân quân thực lực mạnh mẽ, không chút nào để ý, chỉ xem thành tiểu sử nhảy nhót. Cho nên đến chỉ có hơn 3.000 người, còn có hơn 5.000 người, không có hưởng ứng. Lạc Ly lắc đầu, nhẹ nhàng viết xuống yêu cầu của mình. Khiêu chiến một lần, phí khiêu chiến 10 vạn linh thạch, người thắng ta, thưởng 10 ức có thể khiêu chiến trở lại, mỗi ngày chiến đấu 12 thời thần. Lạc ly hồi ứng lập tức làm cho người khiêu chiến này càng thêm điên cuồng. Cái gì, đánh bại hắn thế mà thưởng 10 ức linh thạch, tên này thật ngông cuồng. Quá giả, có thể lặp đi lặp lại khiêu chiến, mỗi ngày chiến đấu 12 thời thần. 10 vạn linh thạch một lần, ta đến ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Dưới đài lại càng điên cuồng, danh sách khiêu chiến biến đổi, không có một ai rời khỏi, ngược lại gia tăng vô số người, có chút nguyên anh chân quân không muốn đi vào, vì mười ước linh thạch nọ cũng tham chiến. Lạc Ly cười, thuận tay một điểm, trong nháy mắt, tuyển một người trong đó. Trong nháy mắt một tu sĩ xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, ta là Ngọc Lâu. Lạc Ly duỗi tay ra, một trường đi xuống, oanh, bàn tay màu vàng thật lớn, từ trời hạ xuống, phương viên trăm trượng, hóa thành phấn vụn. Nguyên Anh chân quân nọ, lời còn chưa có nói xong, bị kích sát tại chỗ, Lạc Ly lắc đầu nói, ta không có công phu nghe người báo danh, thứ nhất, tiếp theo. Trong nháy mắt, lại là một người lên sân, người nọ không hề nói lời thừa, duỗi tay ra chính là phát ra 12 cây thần kiếm, bên người hình thành kiếm trận. Nhưng mà Lạc Ly vẫn duỗi tay ra, một trưởng càn khôn, oanh, cả người lẫn kiếm, toàn bộ vỡ nát. Cái loại nguyên anh chân quân dựa vào đan dược mà tấn thăng này, đối với Lạc Ly mà nói, quá yếu ớt. Dạng này, gần như chính là một đòn một người. Tiếp theo xuất hiện Nguyên Anh chân Quân, Lạc Ly tiếp tục ra tay, một hơi liên tục kích sát 17 người. Đều là một trưởng càn khôn, chẳng những Lạc Ly lắc đầu, chính là vô số tu sĩ côn luân xem trên đài, cũng lắc đầu. Rốt cuộc người thứ 18 xuất hiện, quỷ khí dày đặc, Lạc Ly một trưởng đi xuống, người nọ biến đổi, hóa thành một quỷ đầu thật lớn, theo gió phiêu đáng, tránh đi một trưởng này của Lạc Ly. Nhất thời, trên đài vô số tu sĩ bắt đầu hô. Đây là vạn thi ngự quỷ tông quỷ khuyết chân quân. Tông này chuyên môn phụ trách thanh lý quỷ tộc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thật tốt quá, quỷ khuyết chân quân nọ hướng Lạc Ly nói. Tiểu bối Lạc Ly, mười ức linh thạch, tiếp ta một chiêu, vạn thi khu quỷ vệ kim tiên. Một tiếng giống to, trong nháy mắt quỷ khuyết chân quân này trong tiếng hét lớn, hóa thành một đám mây đen che trời, hướng Lạc Ly xông đến. Mây đen này hoàn toàn là vô số phi thiên cương thi hợp thành, vô số cương thi, khủng bố đáng sợ, sau lưng sinh hai cánh, mặt mũi hung tợn cương thi này hai mắt tỏa ánh sáng hướng lạc ly xông qua vạn con cương thi bay qua đầy trời thi ảnh lay động cương thi tiếng kêu âm u sắc nhọn bọn chúng cả người giống như thực giống như ảo giống như một nửa tồn tại chân thật một nửa tiềm ẩn ở trong thứ nguyên hư không bọn chúng bay đến còn dẫn theo mùi sắc thối mùi thối này kịch độc vô cùng chính là lạc ly người thấy cũng có một loại cảm giác chân nguyên không ổn lạc ly lắc lắc đầu trong nháy mắt ra tay một mảng quang hải xuất hiện trong nháy mắt bạch quang khuếch tán ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, trải rộng cả thế giới. Quang hải mở rộng vô tận, phát ra hào quang lấp lánh. Nhân sinh từ cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Ở bên trong quang hải, cương thi này lập tức trở thành cho bụi, nhưng mà lại đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa cải biến hình thái. Trong nháy mắt, bọn chúng thế mà từ cương thi hóa thành ác quỷ. Từ thực thể hóa hư, cương thi biến thành ác quỷ hư huyễn, đây là tuyệt kỹ vạn niệm ngự quỷ tông, có thể làm cho ác quỷ của mình ở giữa ác quỷ cùng cương thi tiến hành chuyển hóa hư thật mượn dùng chuyển hóa hư thật này tách ra cường địch công kích cắn nuốt cường địch vô số cương thi bắt đầu giống to hình thành một tiếng kêu thật lớn thổi quét bốn phương mở rộng cái miệng như bồn máu hô vạn ác chi quỷ nhất âm nhất dương hư vô trọng sinh bách kiếp bất diệt cáp 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 nhìn thấy cương thi này hóa thành ác quỷ đầy trời đầy đất vây lại đây đem lạc ly đoàn đoàn vây lấy nhất thời người xem hưng phấn hô quỷ khuyết chân quân giết hắn, quỷ khuyết chân quân, đánh bại hắn, quỷ khuyết chân quân, giết hắn, nhất thời trên đài tiếng hô lên, hợp thành một mảng. Liên tiếp 17 người, đều bị lạc ly vỗ chết, toàn bộ người vây xem, đều buồn bực đến cực hạn, rốt cuộc nhìn thấy cường giả xuất hiện, tất cả mọi người là vạn phần cao hứng. Các loại thanh âm giống to cố lên, thanh chấn thiên địa. Nhưng mà lạc ly lắc lắc đầu nói, không cần quá to, một kích mà thôi, chợt lạc ly duỗi tay ra, trong nháy mắt quang hải hóa thành biển lửa biển lửa dâng lên ác quỷ đang bay này toàn bộ đình trệ bọn họ bắt đầu chuyển hóa hóa thành cương thi cản một kích này nhưng mà lạc ly lại biến đổi biển lửa hóa thành quang hải ác quỷ vừa mới hóa thành cương thi bắt đầu kêu thảm hóa thành cương thi chính là vật còn sống vừa lúc bị linh đinh dương của lạc ly khắc chế có chút cương thi lại bắt đầu chuyển hóa hóa thành ác quỷ trong nháy mắt quang hải lại hóa thành biển lửa sau đó biển lửa lại hóa thành quang hải ở bên trong quang hải biển lửa bất luận bọn chúng chuyển hóa như thế nào, đều không cách nào tránh né quang hải tẩy dừa. Ở trong cương thi này xuất hiện một điểm hào quang, hào quang nọ mười phần nhỏ bé, nhưng mà lại chậm rãi khuếch tán, vạn ngàn cương thi bị hào quang này ở trung tâm nhất nổ, lập tức liền hóa thành từng đạo khói trắng. Trong khói trắng bay lên hợp thành từng gương mặt người, đều lộ ra tươi cười như giải thoát khỏi gánh nặng. Một khích mà thôi, thủy hỏa cửu chuyển, trong nháy mắt toàn diệt, quỷ khuyết chân quân rốt cuộc không có xuất hiện, hắn tiềm ẩn ở trong vạn quỷ, chuẩn bị một kích mạnh nhất, còn chưa phát ra, liền tất cả mây khói tản mát, triệt để luân hồi. Tiếng hô ở trên đài đang kêu đến hăng say, lập tức, giống như bị người bóp ngang cổ, toàn bộ yên tĩnh. Lạc Ly mỉm cười, thứ 18, tiếp theo, lập tức bốn phía yên tĩnh, nhưng mà người khiêu chiến tiếp tục thượng đài, một trưởng càn khôn, vỗ chết, lại là một trưởng càn khôn, vỗ chết. Lạc Ly ở trên đài, chính là hoành hành, khí tức cường đại trên người Lạc Ly không ngừng bộc phát. Ở bên trong khí tức này, sơn hải vô tận, khí quán núi sông. Giác đấu trường này đều rung động không ngớt, tất cả tồn tại ở trong thế giới ảo giác, ở trong khí tức này ầm ầm thoát phá, vạn ngàn chân khí cổ động, dẫn âm hủy diệt ù ù, dốc xuống, trong thiên địa, không có cái gì có thể ngăn trở chân khí minh ngông này. mươi 979, quản ngươi là ai đều bại cho ta. Chân khí cường đại đã lan tràn đến mỗi góc thiên địa, không đâu không có, tung hoành tứ hải, tất cả pháp tắc tồn tại tính chất không hợp với nguyên khí, đều trong nháy mắt bị bài xích sạch sẽ lạc ly đến là muốn cuồng vọng chính là để cho các tồn tại yên lặng quan sát mình này nhìn xem chính mình biểu hiện đồng thời hắn cũng là cho các nguyên anh nhìn xem pháp thuật của mình bất luận ai khổ tâm quan sát nghiên cứu pháp thuật của lạc ly nếu tự nghĩ phát hiện nhược điểm tự nghĩ chính mình tất thắng không nghi ngờ vậy hắn đã ở trong gian kế của lạc ly hiện tại trong sơn hải khí tức hiện tại chính là một cạm bẫy hiện tại chỉ bất quá là ba thành thần uy của lạc ly mà thôi từng nguyên anh chân quân, từng người thượng đài, rồi từng người ngã xuống. Rốt cuộc một người, càn một trưởng càn khôn của Lạc Ly, ngựa sử hỏa diễm vô tận, hóa thành mấy trăm mãnh thú, hướng Lạc Ly tầng tầng điệp điệp ùa tới. Mãnh thú này, có viêm hổ, có viêm long, có viêm hầu, hóa thành hỏa diễm màu tím đen, ở dưới nhiệt độ cực cao, ngược lại không hiển một tia hỏa khí, đây là ngưng luyện vô cùng bên trong tầng tầng hỏa diễm đôi điệt màu sắc đậm cực thành nhạt không khí tầng ngoài gần như đều đã cháy tận quần thú vừa ra cả bầu trời, tựa như đều ở trong sóng nhiệt mà vặn vẹo lên. Đều hóa thành thế giới hỏa diễm, vạn vật bắt đầu phát sinh run rẩy, bắt đầu một chút ít thoát phá. Lạc Ly lắc đầu nói, như vậy không được, sau đó Lạc Ly chậm rãi há miệng, chính là một hít. Nhất thời toàn bộ hỏa diễm của đối phương, thế mà trong nháy mắt bị Lạc Ly hấp thu vào trong miệng, sau đó hắn dùng lực phun ra, hóa thành hỏa thuyền vô tận, đánh hướng đối phương. Đây là hỗn nguyên tông vạn ngục viêm, tá hỏa thiêu thiên xích bích phần. Chơi lửa, Lạc Ly ai cũng không sợ. Oanh, một đoàn hỏa diễm dâng lên, nguyên anh chân quân nọ trực tiếp bị luyện hóa, tất cả thoát phá, toàn bộ hư vô. Trong nháy mắt, chiến đấu kết thúc, chỉ còn lại có Lạc Ly ngạo nghễ đứng ở trong giác đấu trường. Một chiến này, vô số người ồ lên, Lạc Ly ngạo nghễ đứng ở trong trường, nhìn thoáng qua thế giới xung quanh nói. 134, tiếp theo, còn có ai? Hắn lại tiếp tục phát ra khiêu chiến, hắn muốn tiến hành trường chiến đấu tiếp theo. Ngạo nghễ nhìn quanh, miểu thị côn luân, bốn phía yên tĩnh không lời nào để nói, đột nhiên không biết ai hô lên quách nộ. Theo một thanh âm này, nhất thời mọi nơi thanh âm vô tận vang theo quách nộ. Nhất thời cái tên này, truyền cả giác đấu trường, quách nộ, xuất thân chiến tu, lấy kiếm làm mệnh, trong côn luân 128 phân chi, lực áp đám người kiếm ma, cuồng đao, kim dai, kiếm thuật đệ nhất. Giống như có cảm giác được mọi người hô lên, trong nháy mắt, giác đấu trường khóa tên quách nộ chân quân này, lúc này một thanh âm xuất hiện, hỗn nguyên tông, quả nhiên là đứng đầu bát khí, siêu dài pháp thuật thật lợi hại, đợi ta đến gặp ngươi. Lời này vô cùng kiên định, theo thanh âm, một nguyên anh chân quân chậm rãi bay vào trong trường. Theo hắn bay vào, một loại kiếm ý vô hình phún tiết mà ra, hướng về lạc lưu uy áp mà đi. Người nọ thúc phát kim quan, mà kim cương nghe khải giáp, ngoài khoác chiến bào đỏ tím, xông vào mặt là một loại khí thế hào dũng. Hắn tinh thông kiếm ý, trong tay cầm trường kiếm thất dai, phía trên trường kiếm nọ, phát tán đỏ CM vàng lục lam chàm tím bảy loại hào quang, kiếm ý trùng thiên, kiếm ý này là sắc bén như vậy, là bài xích như vậy, thế mà bảy loại kiếm ý hóa hợp làm một. Lạc Ly nhìn kẻ địch đối diện, rốt cuộc cường địch đã đến, có thể thống khoái chiến một trận. Người nọ hướng Lạc Ly hơi hơi gật đầu nói, ta là quách nộ, lại đây thử một lần, kính xin chỉ dạy. Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, Lạc Ly hỗn nguyên tông, xin chỉ dạy. Người này đáng giá mình xưng tên báo họ, có thể làm địch thủ chiến một trận. Đối phương có 7 loại kiếm ý hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt kiếm ý nọ hướng lạc ly gào thét mà đến, kiếm ý này chiếm cứ cả nửa bầu trời, giống như cả thế giới đều là kiếm ý vô thượng này. Lạc ly lắc lắc đầu, vùng tay lên, nhất thời quần sơn vô tận đánh ra, hướng đối phương ùa tới, hai người lập tức ở không trung va chạm. Bảy đại kiếm ý đối sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Oanh, 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 cả phía trên hội trường, chỉ có tiếng vang rền oanh oanh này, toàn bộ tu sĩ ở đây đều nhịn không được bịt lỗ tai, không dám nhìn thẳng. Pha chạm này quá mạnh, đã siêu việt cực hạn bọn họ có thể thừa nhận. Bọn họ không dám nhìn thẳng Lạc Ly, nhưng mà bọn họ lại liều mảng hô, quách nộ, quách nộ. Oanh, oanh, oanh. Sau tiếng vang thứ 13, một tiếng vang khẽ, sắc một tiếng, thất dài thần kiếm của quách nộ vỡ nát, sau đó bị Lạc Ly một kích, bốp, đánh thành bánh thịt. Sơn ngoại tiên, sơn thiên ngoại thiên, 13 kích, diệt sát quách nộ tiếng giống to của quét nộ còn đang hô lên nhưng mà trong trường đã chỉ còn lại một mình lạc ly dần dần bốn phía không lời nào mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có người nhịn không được nói lạc ly này lợi hại vậy sao vì cái gì mọi người đều là nguyên anh chân quân vì cái gì hắn lợi hại như vậy bại bao nhiêu người không lẽ nguyên anh thượng môn này đều lợi hại như vậy chúng ta có phải ngồi dưới đáy giếng quá coi thường anh hùng thiên hạ hay không có người bắt đầu nghĩ lại nhưng mà có người lại tiếp tục thượng đài, bọn họ không tin Lạc Ly là lợi hại như thế. 367, 368, 369. 557, 558, 559. 1264, 1265, 1266. 2631, 2632, 2633. Lên 1, bại 1, bại 1, lên 1. Mới đầu mọi người xem xung quanh còn hô to, dần dần bọn họ không hô lên nữa, dần dần biến trầm mặc, chỉ yên lặng quan sát. 4.621, 4.622, 4.623. Không ít nguyên anh chân quân, không cam lòng mình thất bại, bọn họ lần lượt thượng đài, lần lượt bị đánh bại, sau đó lại lần lượt thượng đài. 5.327, đột nhiên, Lạc Ly thu tay lại, không hề chọn đối thủ tiếp theo, chỉ mỉm cười nói. Các vị đạo hiếu! hôm nay 12 thời thần chiến đấu, đã hết. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lạc Ly đã chiến đấu 12 cá thời thần, ở trên lôi đài, không có nghỉ ngơi một khắc, chính là cứ như thế mà chiến đấu. Lạc Ly tiếp tục nói, tốt rồi, ta trở về nghỉ ngơi. Ngày mai ở đây, ta lại đến khiêu chiến mọi người. Khi bắt đầu chiến đấu, là sáng sớm, chiến đấu một ngày một đêm, ngày mai ở đây, chính là sáng sớm ngày thứ ba, đổi cách nói khác, Lạc Ly chiến đấu 12 cá thời thần, trở về nghỉ ngơi 12 thời thần. Nói xong, Lạc Ly lập tức nhanh rời khỏi giác đấu trường, trở về Tây Côn Luân nghỉ ngơi. chương 980, Thiên Hạ Đệ Nhất Nguyên Anh 1 một. một trận chiến này, đánh thắng 5.327 trận, tương đương với 17 thiên giai linh vật, năm mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, hai di vật cổ thần, nửa tiên thiên linh bảo, Lạc Ly thu hoạch cực lớn. Mặt khác, hắn điều chỉnh đánh cuộc chiến đấu, 5.327 lần chiến đấu, thu hoạch năm ước 3.270 vạn linh thạch, mùa đại trạch long hổ đan tiêu mất 22 ước linh thạch, thu về một phần tư. Trở lại Tây Côn Luân, Lạc Ly liền bắt đầu tu luyện, tổng kết đại chiến lợi hại, tiềm tâm khổ luyện. Muốn thu được huy hoàng vô tận, phải trả giá vô số mồ hôi. Đại chiến kết thúc, vô số đệ tử Côn Luân trở về chỗ của mình, từng người cúi đầu buồn bã. Tu sĩ bên ngoài, mạnh như vậy sao? Không nói hắn có bao nhiêu lợi hại, liên tục ra tay 5.000 trận, một chút chân khí không tiết, một điểm như vậy chính là vô địch. Hắn là đệ tử cái gì Hỗn Nguyên Tông, hào sưng đứng đầu thượng môn bát khí, xem ra tu sĩ ngoại môn vẫn thực lợi hại. Dần dần không ít đệ tử chi nhánh bắt đầu tỉnh lại. Ở trong một tòa đại điện, mấy phản hư chân nhất ngồi ở chỗ kia, yên lặng không lời nào. Một người trong đó chậm rãi nói, không được, như vậy không được. Cứ như vậy đi xuống, hoàn toàn sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Đông Tây côn luân bọn họ hưởng thụ bao nhiêu năm vinh hoa phú quý, cũng nên để chúng ta hưởng thụ. Nhưng mà Lâm Hán Sư Huynh, người có biện pháp gì sao? Lần này chỉ có thể Nguyên Anh ra tay, chúng ta cũng xử không ra kình. Ngày mai để cuồng đao, cô tinh, nam cung hận, kiếm ma, kim dai, toàn bộ tham chiến. Để thiên long, huyền hoàng, đất hoang, phô kỵ, thiên tử, bọn họ đều kết thúc nhiệm vụ, đều trở về. Ta cũng không tin, côn luân ta cao thủ nhiều như mây, ngay cả một đệ tử hỗn nguyên tông nho nhỏ, cũng không bằng hỗn nguyên bọn họ là chưa từng có người phi thăng qua. Nhất định phải đánh bại hắn, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba, Lạc Ly lại một lần nữa đi tới giác đấu trường, bắt đầu chiến đấu. Một lần này, cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, nhẹ nhàng mở ra danh sách khiêu chiến, Lạc Ly phát hiện không còn là hơn 3.000 người nữa, mà là đạt tới hơn 5.000 người, ước chừng hơn gấp đôi. Vô số người hướng Lạc Ly phát ra khiêu chiến, nhưng mà Lạc Ly cười, chậm rãi nói. Người khiêu chiến rất nhiều, như vậy đi, đem phí khiêu chiến tăng lên tới 30 vạn linh thạch, nếu ta bại vẫn là thưởng 10 ức linh thạch, mọi người xem được không? Như vậy, phí khiêu chiến từ 10 vạn linh thạch biến thành 30 vạn linh thạch. Nhưng mà người khiêu chiến vẫn hùa tới như nước, chiến đấu mới bắt đầu, cách một ngày, người khiêu chiến này cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Ai cũng không phải kẻ ngốc, ăn một hồi thiệt thòi, toàn bộ hấp thụ giáo huấn, ngày hôm qua bọn họ đều ra sức nghiên cứu biện pháp đánh bại Lạc Ly, ít nhất sẽ không bị một trưởng càn khôn nọ vừa lên đã bị vỗ chết. Nhưng mà, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, ở trước mặt Lạc Ly, vẫn là từng người chiến bại. Thứ 11, thứ 12, thứ 13, 121, 122, 123. Rốt cuộc một cường giả, chậm rãi đi vào hội trường. Thanh âm đã yên lặng rất lâu bắt đầu hô lên, cuồng đao, cuồng đao, cuồng đao. Hắn cước đạp ở trên mặt đất, từng bước bước ra, thân hình cao gầy từ không đến có, hiện ở trước mắt Lạc Ly một đôi mắt u ám không đáy, giống như hồ sâu, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Ở trên khuôn mặt hắn có rất nhiều vết sẹo, vết sẹo này trải rộng cả nửa mặt hắn, từ đầu tới cằm, lại trở về bên tai, giống như là một đạo dây yêu dị, trong quỷ quyệt phát tán ma khí vô tận. Hắn lên đài nhìn về phía Lạc Ly nói, cuồng đao. Đến lĩnh giáo, Lạc Ly ôm quyền hồi đáp, Lạc Ly, mời ra tay. Trong nháy mắt, ở đây một đạo đao quang dâng lên. Đao quang này mang theo yêu nhã siêu phàm khó có thể hình dung, quấy động phong vân đầy trời. Trong nháy mắt ở trong hư không, hóa thành một kim long. Kim long nọ trông rất sống động, lân giáp màu vàng nửa trong suốt lấp lánh thấu triệt, mặt trên cũng có thần quang màu vàng như nước không ngừng lưu chuyển. Trong nháy mắt, kim long này liền cùng cuồng đao, người đao hợp nhất, hóa thành một thể. Theo cuồng đao dung hợp, kim long thật lớn nọ trong hai mắt hỏa diễm, có uy nghiêm thần thú ngạo thị tất cả phàm vật. Một đao này đã đạt tới cảnh giới sinh kỳ linh, một đạo đi xuống, hóa sinh chân long thậm chí trong đó mở hồ giấu diếm thiên đạo pháp tắc, đã tiến nhập cảnh giới pháp cuối cùng. Theo một đao này, trong thiên địa khí cơ càng thêm cuồng bạo, kim long giống như sống vậy, ngửa đầu rít dài một tiếng, trong tiếng rít xuyên mây phá trời, sát khí vô tận, như nước chậm rãi lan tràn đi, từ từ hướng lạc ly chảm đến. Một chảm này, chính là hóa thần, cũng tất sát. Lạc ly gật đầu, rốt cuộc gặp được cường giả, theo tiếng rít nọ càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, ở trên người lạc ly, bộc phát quang hải vô tận, quang hải hiện ra một loại trong suốt như lưu ly. Sau đó ở trong quang hải, núi lớn vô tận xuất hiện, tiên sơn vô số. Sau đó chính là đối trọi, kim long đánh lên quang hải, quang hải vỡ nát, đánh lên quần sơn, quần sơn sụt lở. Một chạm này, kim long tới chỗ nào, không gian khởi lên trận trận liên y. Một kích mạnh nhất siêu việt cực hạn, đột nhiên gian bộc phát ra. Nổ mạnh, nhưng mà thanh âm quá lớn, thanh âm cao tới đến cực điểm, liền nghe không đến thanh âm gì một khắc này chính là như thế, toàn bộ thanh âm trong nháy mắt biến mất, cả thế giới giác đấu trường, ở dưới có lực lượng kia va chạm hóa thành vô số bụi, bụi này, ở dưới lực lượng minh mông kia thôi động dâng lên tận trời. Một cái trụ khổng lồ màu xám thẳng hơn một ngàn trượng lên trời cao, mới ngừng thế đi tới. Bụi bay đầy trời này còn chưa kịp theo gió tán, liền lấy giác đấu trường làm trung tâm, dâng lên một đạo khí trụ tới 9 tầng trời, mặt đất dâng lên từng đạo sóng trùng kích hình tròn. Trong khi sóng trùng kích phập phồng, mặt đất bị dâng lên hơn trăm trượng sau đó mới hạ xuống tu sĩ côn luân ở trên đài quan sát nhìn thấy sóng trùng kích hình tròn nọ vẫn hướng ra phía ngoài khuếch tán nơi sóng trùng kích đi qua giác đấu trường thế giới chiến đấu hư nghĩ đại địa lún sụt núi đá sụp đổ bọn họ sợ đến không một tiếng động nếu chính mình ở đó sẽ thành dạng gì vô số nghi vấn xuất hiện trong lòng nhưng mà ở trung tâm lôi đài kia quang hải vỡ nát nhưng mà biển lửa xuất hiện cự sơn vỡ nát nhưng mà càng nhiều núi cao hóa sinh. Kim Long dần dần ảm đạm, cuối cùng oanh một tiếng vỡ nát, khói bụi đã tận, ở trong giác đấu trường, chỉ còn một người, đó là Lạc Ly. Cuồng đao bại, chiến đấu tiếp tục, 395, 396, 397, 541, 542, 543. Sau đó trong giác đấu trường, truyền tới tiếng hô, cô tinh, cô tinh, cô tinh, cô tinh, rất nhanh thanh âm im bặt, chương 980, thiên hạ đệ nhất nguyên anh, hai. Qua một hồi, lại có thanh âm truyền tới, nam cung hận, nam cung hận, nam cung hận, nam cung hận. Nhưng mà rất nhanh ảm đạm, kiếm ma, kiếm ma, kiếm ma, kiếm ma. Một ngày một đêm này, trong giác đấu trường, liên tục vang lên tiếng hô, nhưng mà cuối cùng, toàn bộ ảm đạm vô thanh. Một ngày này, trong sơn hải của Lạc Ly, cũng phát sinh cải biến, khi bắt đầu thì thổi quét nghìn trượt, không gì không thể, sau đó dần dần nhỏ đi, dần dần luyện hóa, chỉ có trăm trược, lại càng thêm tinh phí, sau đó lại bắt đầu mở rộng, diện tích biến lớn. Chiến đấu chính là thuốc thúc dục tốt nhất, chiến đấu vô tận này, Lạc Ly cũng thu hoạch vô cùng. Có người hét lớn, tiểu tử thật càn rỡ, ta đến gặp ngươi. Nhất thời kiếm quang lại dâng lên, chiến, 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 vô số chiến. Lạc Ly đứng ngạo nghễ trên giác đấu trường, một chiến lại một chiến, hướng Hào Kiệt Thiên Hạ phát ra khiêu chiến. 12 thời thần sau, Lạc Ly chậm rãi thu tay lại, 4.837 trận thắng lợi, Lạc Ly nói, tốt rồi, ta trở về nghỉ ngơi. Ngày mai ở đây, ta lại đến khiêu chiến mọi người. Nhìn Lạc Ly rời khỏi, trên đài không ít tu sĩ chi nhánh Côn Luân, nghẹn khuất chảy xuống nước mắt. Lại bại, vô số tu sĩ bảng chi Côn Luân ký thác kỳ vọng cao, từng người thất bại, cái này đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là một loại đả kích trên tinh thần. Không lẽ tu sĩ bên ngoài, đều mạnh như vậy sao? Lúc này mới là tu sĩ thượng môn bài danh 55, Tu sĩ thượng môn khác sẽ mạnh như thế nào? Thì ra trong cùng cảnh giới, lực lượng tu sĩ có thể kém nhiều như vậy, chính mình đối với đối phương mà nói bất quá chính là một con kiến, một kích diệt sát. Mình có thể ở Côn Luân, sinh sống tốt thoạt nhìn đều là đám người kiếm thần cố gắng, bọn họ mỗi ngày cùng với tu sĩ cường đại này chiến, canh giữ đại gia viên Côn Luân này. Vô số người dần dần cải biến tư tưởng, các tu sĩ chi nhánh Côn Luân bởi vì linh khí tăng lên mà tiêu thăng cảnh giới, nên nghĩ mình vô địch thiên hạ bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu kiểm điểm, bắt đầu phát hiện mình sai lầm. Vốn bên trong Côn Luân, vấn đề lớn nhất, khả năng dẫn đến đại sự Côn Luân giải thể, ở dưới Tây Vương mẫu hơi hơi thao tác, ở trong sơn hải của Lạc Ly, vô thanh vô tức giải quyết. Chuyển mắt nghỉ ngơi một ngày một đêm, Lạc Ly lại một lần đi tới lôi đài. Một lần này Nguyên Anh Trân Quân tiến đến quan chiến, đạt tới 8.000 người, phí khiêu chiến Lạc Ly cũng một lần nữa tăng lên, đạt tới 50 vạn linh thạch. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục chiến đấu. Một ngày này chiến đấu, chính là một ngày một đêm. Lạc Ly bại tận anh hùng Côn Luân, nhưng mà một ngày này chiến đấu, so với lần trước gian nan hơn rất nhiều. Vô số cường giả nguyên anh Côn Luân xuất hiện, sau 1.200 trận chiến đấu, Lạc Ly bắt đầu chịu thương. Một lần này Lạc Ly thắng 3.465 lần thắng lợi. Số lần thắng lợi càng lúc càng ít, bởi vì địch thủ càng lúc càng mạnh, bởi vì thời gian chiến đấu càng lúc càng dài. Sau đó lại là một ngày một đêm, đợt đại chiến thứ 4 bắt đầu. Một lần này tu sĩ đến, ước chừng đạt tới 9.000 người, có thể nói Nguyên Anh chân quân Côn Luân, toàn bộ trở về. Vô số lão tiền bối bế quan, vô số cường giả thân kinh chăm chiến, vô số Côn Luân chiến tu huyết chiến ngoại vực, bọn họ toàn bộ trở về, cùng Lạc Ly chiến đấu. Một lần này, Lạc Ly đem phí tăng lên đến 100 vạn linh thạch, mà thường lại hạ thấp một ức. Lạc Ly làm như vậy, làm cho vô số tu sĩ Côn Luân hy vọng, bởi vì bọn họ nhìn thấy Lạc Ly sợ. Lại là một lần huyết chiến. Một lần này lại là một ngày một đêm, một lần này Lạc Ly chỉ là thắng 1 ba trận, bởi vì mỗi một trận đều vô cùng vất vả. Đợi cho chiến đấu kết thúc, Lạc Ly trên người thân thể không toàn vẹn, chịu thương ước chừng hơn 300 chỗ, nhưng mà chiến ý càng đậm. Trở lại chỗ, Tây Vương mẫu lập tức đưa đến thánh dược trị thương, ăn vào vết thương liền khỏi hẳn. Sau đó lại là một ngày một đêm, đợt đại chiến thứ năm bắt đầu. Quản chi Lạc Ly người bị trọng thương, toàn thân huyết tích loang lổ, cũng không lùi, ở tại giác đấu trường cùng cường giả côn luân lần lượt đại chiến cuối cùng chiến đấu kết thúc lạc ly hai bàn tay lộ ra xương trắng thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng nhưng mà lạc ly chỉ mỉm cười chậm rãi đem ruột nhét vào lại trong người sau đó nói tốt rồi ta trở về nghỉ ngơi ngày mai ở đây ta lại đến khiêu chiến mọi người toàn trường yên tĩnh không có một ai phát ra tiếng động sau đó lại là một ngày một đêm đợt đại chiến thứ sáu bắt đầu một lần này người khiêu chiến rốt cuộc không có nhiều như vậy, bởi vì tất cả mọi người thấy rõ thực lực của mình cùng Lạc Ly sai biệt, không chỉ là chiến đấu thực lực sai biệt, còn là ý chí chiến đấu sau khi bị thương, càng thương càng cuồng. Sau đó lại là một ngày một đêm, đợt đại chiến thứ bảy bắt đầu. Đợt chiến đấu thứ bảy, chỉ có 467 trận, không phải thời gian không đủ, mà là người khiêu chiến càng lúc càng ít. Đợt thứ 8, đợt thứ 9, người khiêu chiến, càng lúc càng ít. Đợt thứ 10, đến đợt thứ 10, lạc ly ở đây chờ đợi mọi người khiêu chiến nhưng mà đã không có một ai hướng lạc ly khiêu chiến đợi rất lâu lạc ly xác định đã không một ai hướng mình khiêu chiến hắn lắc lắc đầu chuẩn bị rời khỏi đột nhiên tu sĩ côn luân toàn trường toàn bộ đứng lên bọn họ nhìn lạc ly không biết ai là người thứ nhất bắt đầu vỗ tay sau đó tiếng vỗ tay vang lên vang tận mây trời lạc ly ở trên núi côn luân một người một pháp tận bại toàn bộ nguyên anh chân côn luân quân đã không một ai hướng hắn khiêu chiến có người hô cao lên thiên hạ đệ nhất nguyên anh sau đó ở trong côn luân giác đấu trường ngàn vạn người cùng nhau hô lên thiên hạ đệ nhất nguyên anh lạc ly đã dùng máu cùng thắng lợi của chính mình chinh phục tu sĩ côn luân lạc ly đại thắng rời khỏi giác đấu trường trở về tây côn luân trong lúc nhất thời vô số tu sĩ vây lại chúc mừng các loại chúc mừng cùng thái độ trước kia đối với lạc ly hoàn toàn khác nhau lạc ly mặt mỉm cười nhất nhất khách khí trả lời đợi cho mọi người tán đi, Lạc Ly bắt đầu tính toán tiền lời lần này. Một lần đại chiến này tổng cộng thắng 1 vạn 7 627 trận, rất nhiều người, đều là khiêu chiến vài lần, cái khác không nói, chỉ là Linh Thạch đã là 69 ức 3 620 vạn tiền lời. Đại chiến kết thúc, Lạc Ly vạn phần cao hứng, đã chi 22 ức Linh Thạch, xoay người trở về gần 70 ức Linh Thạch, thực thích. Bất quá, Linh Thạch này, Lạc Ly cũng chưa có tới tay, mặc dù đối phương đã trả ra, nhưng mà linh thạch này đều ở trong giác đấu trường, hoàn chưa có tiến vào trong hầu bao của Lạc Ly. Lạc Ly thật ra không thèm để ý, côn luân này lớn như vậy, còn có thể thiếu linh thạch của mình sao? chương 981, tài đại khí thô lại linh thạch một Lạc Ly bắt đầu tính toán, mình thắng nhiều trận như vậy, đổi bảo vật gì mới tốt? Nếu đến hai vạn trận, Lạc Ly không chút nào do dự sẽ đổi hai cái tiên thiên linh bảo, hiện tại chỉ có thể đổi một tiên thiên linh bảo, mặt khác hắn tính đổi mấy thiên đạo pháp tắc, hoặc là di vật cổ thần, cuối cùng trận còn dư ra, đổi thiên giai linh vật. Lạc Ly bắt đầu tính toán, một lần này đến Côn Luân, quả nhiên không có đến không, thu hoạch vô cùng. Cứ chờ đợi như vậy, chờ bảo vật tới tay, nhưng mà đợi một hồi, đại chiến kết thúc, thế mà một ngày trôi qua, không có ai lại đây gặp Lạc Ly. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua, không cần nói thưởng, hay là linh thạch, chính là một người sống đều không có lại đây, hoàn toàn không có yêu đãi vô tận khi đại chiến. Lạc Ly không khỏi trong lòng chờ động, sẽ không chứ, không lẽ Côn Luân lại quyệt. Không thể nào, Côn Luân này nhà lớn nghiệp lớn, cái này là chuyện gì? Một ngày rồi, không ai quản tới mình, bọn họ không tìm, chính mình đi tìm bọn họ. Lạc Ly lập tức liên hệ người Tây Côn Luân, nhưng mà, một lần này Tây Vương mẫu lại không dễ liên hệ như vậy, căn bản liên hệ không được. Không cần nói nàng, chính là phi tuyết thánh nữ nọ, mình cũng liên hệ không được. Lạc Ly nhất thời trong lòng chợt lạnh, một từ ngữ xuất hiện, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa. Sẽ không chứ, côn luân này bao lớn, thế mà lại sẽ quyệt. Không thể nào, Lạc Ly trong lòng nổi giận, đời này chưa từng gặp qua sự tình như vậy, thế mà lại gặp, đường đường đại côn luân, thế mà lại quyệt nợ. Nhưng thật ra giác đấu trường thì Lạc Ly liên hệ được, nên hắn trước tới giác đấu trường, lĩnh linh thạch. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, tiếp đãi Lạc Ly lại là một phản hư chân nhất. Phản hư chân nhất nọ, ngồi ở phía trên một bảo tòa, lạnh lùng nhìn Lạc Ly. Ở trên người hắn, địch ý mắt thường có thể thấy. Lạc ly nhíu mày, tiến lên hơi hơi hành lễ nói, ra mắt tiền bối, dựa theo tiên quy côn luân, xin hỏi linh thạch của ta có được trả hay không? Phản hư chân nhất nọ chậm rãi nói, ta là lâm hán chân nhất chi nhánh ngọc hư tông côn luân, dựa theo ước định, người thu được 69 ước 3620 vạn linh thạch. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, uy áp vô tận, hướng về lạc ly áp đến, nếu là nguyên anh bình thường, trực tiếp đã bị uy áp này áp một câu nói cũng nói không nên lời nhưng mà lạc ly một chút không sợ uy áp này mặc dù hung mãnh nhưng mà đối với hắn bất quá cũng chỉ như thế uy áp so với hắn càng hung mãnh hơn lạc ly kinh qua vô số lạc ly nói tiền bối vậy xin đem linh thạch giao cho ta lâm hán chân nhất nọ nhìn thấy lạc ly không sợ uy áp của mình hắn tiếp tục gây áp lực sau đó chậm rãi nói lạc ly người thân là một nguyên anh chân quân tiền đồ to lớn Người tương lai là hóa thần, phản hư. Nhiều linh thạch như vậy, nếu đột nhiên đến trong tay ngươi, có lẽ ngươi sẽ bị làm cho hôn mê ý nghĩ, quên hết tất cả, lấy linh thạch này, hồ thiên loạn địa, như vậy thật không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Lạc Ly, ta là người từng trải, ta năm ấy cũng giống như ngươi, từng phát qua một số lớn, kết quả lại phế mất 30 năm. Lạc Ly, ta kiến nghị ngươi đem linh thạch này, đầu nhập đến Ngọc hư tông ta, ta có thể đồng ý cho ngươi lợi tức cao làm cho linh thạch này của ngươi biến hóa gấp mấy lần lạc ly ở trong lời nói của hắn dẫn một loại ma lực kỳ dị hắn muốn cải biến ý tưởng của lạc ly đem linh thạch của lạc ly giữ lại tên này cũng có chiêu trong lời nói pháp lực minh mông nếu không là lạc ly nguyên anh chân quân khác sẽ trực tiếp bị hắn lừa dối tìm không thấy đông nam tây bắc lạc ly kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu mới nói không phải chứ chỗ này là côn luân côn luân nhà lớn nghiệp lớn còn thiếu ta chừng đó sao ngươi là phản hư chân nhất thế mà muốn tham điểm linh thạch này của ta lời này vừa nói ra đối phương lập tức giận dữ nói lạc ly ngươi nói cái gì ngươi tưởng chút linh thạch này ta sẽ để ý sao vài chục ước linh thạch mà thôi đối với ta bất quá không đáng kể đặt ở trước mặt ta ta ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái ta là xem trọng tiền đồ của ngươi ta là đang giúp ngươi ta là phản hư chân nhất ta nói chính là chân lý người bất quá nguyên anh nho nhỏ nghe mệnh lệnh của ta mới là cuộc đời của ngươi lạc ly nhíu mày nhìn hắn nói cái lâm hán tiền bối ngươi xem xem đây là cái gì nói xong trong nháy mắt lạc ly ngự sử đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ khí tức vô tận ngưng kết ở trên người lạc ly đột nhiên một loại khí tức đến từ hồng hoang ở trên người lạc ly bắn ra khí tức này vô cùng khủng bố khí tức này hướng ra phía ngoài tản lan tràn mười dặm trăm dặm ngàn dặm trong nháy mắt vạn dặm côn luân giống như ngưng trệ toàn bộ tu sĩ Côn Luân, toàn bộ đại kinh, đây là khí thức gì, đáng sợ như vậy. Phản hư chân nhất nọ cũng cả kinh quát, người muốn làm gì. Lạc Ly thu hồi đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, tất cả khôi phục bình thường. Sau đó Lạc Ly chậm rãi nói, tiền bối, ta đọc sách ít, ngươi cũng đừng lừa ta. Ta chỉ biết, thiếu nợ trả tiền, tiền của ta, chính là của ta. Đừng chơi vậy, không trả ta linh thạch, đừng tưởng ngươi là phản hư chân nhất, ta chỉ sợ ngươi, ăn ta một phủ rồi nói. Nói xong, khi tức nọ lại một lần xuất hiện, Lâm Hán chân nhất ngây ngốc nhìn Lạc Ly, hồi lâu mới nói. Man tử chính là man tử, căn bản không giảng đạo lý, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại không biết tốt. Nói xong, hắn đứng lên trong nháy mắt biến mất, Lạc Ly mỉm cười, nếu là phản hư chân nhất tông môn khác, có lẽ trực tiếp một trường, liền trực tiếp vỗ chết. Nhưng mà tên này vừa thấy chính là phản hư chân nhất chi nhánh côn luân, hoa trong nhà ấm, cho nên bị mình dọa nạt, cứ như vậy rời khỏi. Lâm Hán chân nhất sau khi biến mất, sau đó tu sĩ khác tiến đến, bắt đầu cùng Lạc Ly giao tiếp, đem 69 hai 3620 vạn linh thạch, một viên không kém toàn bộ giao cho Lạc Ly. Lạc Ly thu tốt linh thạch, rời khỏi giác đấu trường. Sau khi ra ngoài, Lạc Ly đối với côn luân này, ấn tượng biến kém, nếu mình không có đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, thu hoạch này tuyệt đối bị côn luân giữ lại. Tây vương mẫu nọ nói dễ nghe, nhưng mà mãi đến bây giờ cũng không lộ đầu, Lạc Ly trong lòng có điểm lạnh như băng. Đây chính là qua sông đoạn cầu, không biết phần thưởng này của mình có thể lấy đến hay không. Xem ra ở đây, chính mình phải tranh thủ đám người này, nói chuyện không có đáng tin. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly bắt đầu phóng ra ngoài đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Khí tức thả ra một nửa, liền lập tức thu hồi, sau đó đi địa phương khác phóng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ở trên Côn Luân, loạn thành một đoàn khí tức đáng sợ này, thỉnh thoảng xuất hiện, dẫn tới vô số người chú ý chương 981, tài đại khí thô lại linh thạch 2. Rốt cuộc Lạc Ly ở lần thứ 5 phóng khí thức ra ngoài, phi tuyết nọ xuất hiện, mỉm cười đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly, Tây Vương mẫu chúng ta muốn gặp ngươi. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, quả nhiên lời cũng nói tốt, cầu người không bằng cầu mình. Ở dưới phi tuyết dẫn dắt, Lạc Ly lại một lần đi tới điện phủ kia, Tây Vương mẫu vẫn ở sau tấm màn tre. Một lần này Lạc Ly đối với Tây Vương mẫu, cũng không có bao nhiêu tôn kính, lại đây tùy tiện một lễ. Tây vương mẫu mỉm cười nói, Lạc Ly, ngươi không phải là sợ hãi, ta sẽ giữ phần thưởng của ngươi. Nàng trong lời nói, dẫn một loại mệt mỏi. Lạc Ly cười nói, vẫn nên cẩn thận một ít. Tây vương mẫu nói, yên tâm đi, chút đồ của ngươi, còn không đáng ta giữ lại. Lâm hán chân nhất nọ chính là người trong côn luân ta, tiếng hô mạnh nhất, ngươi một trận chiến này, triệt để đoạn căn cơ của hắn, cho nên hắn vạn phần hận ngươi. Do đó hắn mới sẽ cố ý làm khó ngươi, chút linh thạch của ngươi hắn căn bản không thèm để ý, mục đích của hắn chính là làm khó ngươi. Lạc Ly ha ha cười nói, nói cái gì đều không có tác dụng, xem hành động. Ta biết phàm gian có phú hào thân giá trăm vạn, vì một đồng tiền, lại có thể giết chết khất cái, người chỉ cần không có thành tiên, đều giống như, đều có phàm tâm tạp niệm, cái gì cũng đều làm ra được. Tây vương mẫu lắc đầu nói, xem ra ngươi hiểu lầm chúng ta, một ngày này, ta làm rất nhiều chuyện. Ta đem Tây thiên môn, phân giải ra một mầm móng, nếu có một ngày Tây Thiên Môn bị người đánh vỡ, ta có thể một lần nữa lại chế tạo ra một Tây Thiên Môn. Lạc Ly căn bản không có để ý, nói cái gì đều không có tác dụng, lấy tiền mới là thật nhất. Tây Vương Mẫu vung tay nói, tốt rồi, người tuyển thưởng đi. Trong nháy mắt, ở trước người Lạc Ly, xuất hiện vô số bóng bảo vật. Nhìn bảo vật này, Lạc Ly nhịn không được mở to mồm thở, thứ nhất chính là nhìn về phía tiên thiên linh bảo. Côn Luân quả nhiên tài đại khí đại, tiên thiên linh bảo thế mà ước chừng 32 cái, Lạc Ly xem tới trợn mắt há hốc mồm. Tây vương mẫu chậm rãi nói, Lạc Ly, người có biết tương lai là dáng vẻ gì không? Lạc Ly tùy tiện nói, không biết. Tây vương mẫu nói, truyền thuyết có một tiên tri, tính ra tương lai thủy hồ của hắn nhất định sẽ bị đánh hư, vì thế hắn mỗi ngày đều nhìn thủy hồ, xem nó hư như thế nào. Kết quả, rốt cuộc có một ngày, lão bà hắn lại, tức giận nói, người mỗi ngày không chịu làm gì, chỉ lo nhìn cái hồ, ta sẽ để ngươi xem. Nàng lập tức đem thủy hồ đánh vỡ đây chính là tương lai chưa tới là sẽ chưa có biến hóa hoàn toàn không có cố định ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện có lẽ một câu nói trên ngữ khí hơi hơi khác nhau tương lai có khả năng sẽ bởi vậy sinh ra vô số biến hóa cái này thật giống như một con bướm trên côn luân nhẹ nhàng động cánh gió nhẹ nọ đến hỗn nguyên các ngươi có lẽ sẽ hóa thành cuồng phong tận trời lạc ly không có quan tâm nàng quỷ mới biết nàng nói cái gì lạc ly chỉ chăm chú nhìn phần thưởng tây vương mẫu lại nói ta nói cái gì Người hiện tại không thèm để ý, nhưng mà tương lai, người sẽ biết ta đến cùng là nói cái gì. Lạc Ly nhịn không được nói, tiền bối, tương lai của ta, quá khứ của ta, hiện tại của ta, người đều có thể nhìn đến sao? Tây Vương Mẫu lắc đầu nói, không, ví dụ như vận mệnh Côn Luân trong tương lai, ta nhìn không rõ. Thật ra đại đa số người, ta có thể nhìn đến. Nhưng mà ví dụ như chân nhất hắn, ta nhìn không tới, ví dụ như ngươi, ta chỉ có thể nhìn đến hơn một nửa, năm ấy cùng chân nhất gặp nhau ta cũng nhìn không tới quá khứ hiện tại tương lai của hắn. Chân nhất, tám phần chính là đông côn luân kiếm thần diệp chân nhất. Nhìn về phía Tây Vương Mẫu, đột nhiên Lạc Ly nhớ tới chuyện xưa liên quan tới nàng cùng diệp chân nhất, nghe lời của Tây Vương Mẫu mặt sau tấm màn, có một loại cảm giác oán phụ oán hận không khỏi Lạc Ly trong lòng phát lạnh. Tiên Thiên Linh bảo, ước chừng 32 cái, mặc dù đều là ảo, nhưng mà đều tự phát tán hào quang, bởi vì chúng tích hàm thiên địa chí lý, cho nên chỉ cần quan sát hình ảnh, cũng đủ để cảm giác được chúng mạnh tới cỡ nào. Lạc Ly càng xem càng vui vẻ, trừ bỏ tiên thiên linh bảo này, còn có cửu giai pháp bảo, ước chừng 21 món, pháp bảo này, mỗi một món cũng không thua cửu thiên nguyên dương xích, mỗi cái đều là cường hoành cái thế. Có lô, có phiến, có bào, có đăng, có hoàn, có tác, có tán, có kỳ, có phiên, có bát. Chỉ bất quá 21 cửu giai pháp bảo, nhưng mà lại không có một cây thần kiếm, đều là pháp bảo. Thần kiếm, tám phần đã bị kiếm thần Diệp chân nhất tuyển đi. Mặt khác còn có di vật cổ thần, ước chừng 7 cái, phát tán thần tính cường đại, còn có 362 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, mỗi một mảnh vỡ đại biểu cho một thiên đạo pháp tắc cường đại. Thiên giai linh vật thì càng nhiều, khắp nơi đều có, ước chừng quá ngàn. Côn luân này, quả nhiên nhà lớn nghiệp lớn, Lạc Ly xem vô cùng vui vẻ, nhịn không được nói. Như thế nào còn có cửu giai pháp bảo vậy? Tây Vương Mẫu nói, người nếu thích, chiết khấu tính toán một chút, cũng có thể đổi lấy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tử tế nhìn đồ. Trước xem di vật cổ thần, lặng lẽ phân biệt, cái này, hình như là nghĩ thần, cái này, cái này, có lẽ là tượng thần. Cái này, hình như là bảo vũ vũ thần, cái này cảm giác có lẽ là hoàng sa sa thần. Bảy cổ thần này, cũng không quá lợi hại, căn bản không phải cổ thần cường đại. Lạc Ly nhíu mày, đối di vật cổ thần này, cảm giác không là tính hài lòng. Hắn nhìn về phía mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, đây là lê minh thần hy pháp tắc đây là phong lợi pháp tắc đây là hoãn mạn pháp tắc đây là mê vụ pháp tắc đây đều là pháp tắc ba ngàn thiên đạo không thiếu cái nào ta thiên đạo đều là ba ngàn thiên đạo nhất nhất tương đối ý nghĩa tương phản mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này đối với ta mà nói không có giá trị lạc ly buông pháp tắc mảnh vỡ nhìn về phía tiên thiên linh bảo tiên thiên linh bảo này mới là thứ tốt chân chính từng cái thả ra hào quang làm cho lạc ly càng xem càng vui vẻ hắn đột nhiên linh cơ trở động, nhớ tới mới vừa rồi Tây Vương mẫu nói, chiết khấu một chút, có thể đổi lấy. Có thể bổ sung vào một chút hay không, mình đổi lấy hai cái tiên thiên linh bảo, nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly liền đối với Tây Vương mẫu nói. Tiền bối, ta muốn đổi lấy hai tiên thiên linh bảo, nhưng mà ta chỉ thắng một vạn bảy ngàn sáu trăm hai mươi bảy trận, còn kém hơn hai ngàn bốn trăm trận, không biết tiền bối có thể thông cảm hay không. Tây vương mẫu ẩn ẩn cười nói, có thể, có thể. Bất quá, cần ngươi bổ sung chút linh thạch. Lạc Ly nói tốt, ta rõ ràng. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tính toán, bổ sung trận thắng, hy vọng có thể đổi lấy hai cái tiên thiên linh bảo. chương 982, tiên thiên tuyệt hỏa vĩnh hằng dạ. Từng trận bổ sung, 69 ước linh thạch tới tay, chẳng những toàn bộ xuất ra, chính là Lạc Ly vốn còn lại 8 ước linh thạch cũng xuất ra 5 ước, đủ 75 ước linh thạch, lúc này mới có thể lấy hai cái tiên thiên linh bảo. Lạc Ly vạn phần cao hứng bắt đầu tuyển chọn, cái này là tiên thiên linh bảo, cũng không phải là thứ gì khác. Cuối cùng Lạc Ly tuyển chọn hai cái Tiên Thiên Linh Bảo. Hai cái Tiên Thiên Linh Bảo này, một là Hỏa Hệ Tiên Thiên Linh Bảo, xem qua là một khối linh ngọc màu tím, cả linh ngọc giống như là hỏa diễm ngưng kết mà thành, bên trong có hai đạo hào quang tựa như hỏa long như, giống như du động. Giống như bay lượn, rõ ràng không nhúc nhích, nhưng dùng mắt xem lại biến hóa vạn ngàn sinh động hoạt bát. Bảo này tên là Tiên Thiên Tuyệt Hỏa, nhìn thấy bảo này, một luồng chân hỏa trong cơ thể Lạc Ly chợt động, nó muốn lạc ly lập tức tuyển chọn bảo này bảo này có vô số ghi chép giống như là ngọc thật ra là hỏa cực tuyệt hậu thế lại có câu mộc sinh hỏa là chính thủy dựng hỏa bác thuận mà nghịch chính là gì tuyệt hỏa giả không sợ thủy thổ diệt mộc phá kim siêu thoát ở ngoài ngũ hành lại mơ hồ chiếm lấy đứng đầu lạc ly biết cái này tuyệt đối là thứ tốt cho nên tuyển chọn nó một cái khác chính là một quả tinh thiết thuần màu đen vũ khí vòng quanh hóa thành bát xác lập phương thể trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều vật thể mơ hồ không rõ không ngừng hiển hiện, mặc dù thuần hát như vĩnh dạ, nhưng mà lại không có dẫn một tia hương vị khủng bố, lại có một loại thánh khiết to lớn, làm người ta cúng bái. Nhìn qua, giống như trời đêm vĩnh hằng, bất luận phát sinh tai nạn hủy diệt gì, quản chi triệt để hủy diệt, cũng chưa từng tạm nghỉ. Thiên đạo có thường, tuần hoàn không thôi, vật ấy, Lạc Ly cũng không biết là cái gì, nhưng mà nhìn thấy vật ấy, thần thông thường thiện phạt ác của Lạc Ly chính là điên cuồng nhích động, cho nên Lạc Ly không nói hai lời, lập tức tuyển chọn cái này. Hai cái tiên thiên linh bảo tuyển chọn hoàn tất, Lạc Ly đầy mặt là cười, xem rất cao hứng. Tây vương mẫu mỉm cười vỗ tay ba cái, nhất thời bảy mỹ nữ ở một bên đi ra, trong đó phi tuyết là người đi đầu. Bảy mỹ nữ này, người người đều là quốc sắc thiên hương, mỹ diễm tới cùng cực. Các nàng nhìn Lạc Ly, thần sắc khác lạ, Tây vương mẫu nói, Lạc Ly, dựa theo ước định trước đó của chúng ta, chỉ cần ngươi thắng toàn bộ nguyên anh côn luân ta, Ta liền đem bảy hậu bổ thánh nữ toàn bộ đưa cho ngươi, hiện tại chúng ta thực hiện ước định." Lạc Ly lắc đầu nói, "Tiền bối, không cần nói đùa." Tây Vương Mẫu nói, "Ta không có nói đùa." Lạc Ly chậm rãi nói, "Tiền bối, ta một trận chiến này, thật ra chỉ là chiến đấu 8316 nguyên anh Tây côn Luân, ước chừng có 300 nguyên anh không có xuất hiện." Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng ồ một tiếng, Lạc Ly nói, "Tiền bối, ta đã đếm, mặc dù 300 nguyên anh này, có chút người không dám tham chiến." nhưng mà ít nhất Đông Tây Côn Luân không ít nguyên anh thành danh, một người cũng không có xuất hiện. Mặt khác, truyền thuyết Côn Luân tiên thai, ta chưa từng gặp. Lực lượng Côn Luân chân chính, căn bản không có xuất động, ta đánh cả Côn Luân này, vẫn không cần nói ra, danh không hợp thực, cứ như vậy tán đi. Lời này vừa nói ra, bảy thánh nữ nọ nhất thời trong lòng cao hứng, các nàng không cần gả cho lạc ly. Phi tuyết nọ nói, mà kệ nói như thế nào, người một mình chiến bại tám ngàn nguyên anh, đủ có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nguyên anh. Lạc Ly cười ha ha nói, cái này, chúng ta ở Côn Luân, đóng cửa có thể tâm sự, đi ra ngoài ngàn vạn không cần nói cái này, không mang nổi đâu. Trong đó một thánh nữ nhất thời sắc mặt âm trầm, nàng này tên là Thanh Dương, tính cách cương liệt. Nàng nói, Lạc Ly đạo hiếu, ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng mà ngươi cũng không cần lấy cái này vũ nhục đệ tử Côn Luân chúng ta. Lạc Ly lắc đầu nói thực, ta nói là lời thật. Sư huynh thiên đô của ta có bát vạn bốn ngàn phân thân, ta mỗi lần cùng hắn chiến đấu, đều là thất bại. Sư huynh thất trúc của ta là thứ nhất tông môn đại bỉ hốn nguyên tông ta, ta là thứ B, thiên đô mới là thứ hai. Ba sư huynh đệ chúng ta, hợp lực đại chiến sư phụ chúng ta, mỗi lần đều bị sư phụ chúng ta đánh cho tè trong quần, chỉ cần chịu đựng một thời thần, chính là thắng lợi. Ta có một bằng hiếu, có thể nghịch chuyển thời gian, hóa sinh phản hư, bất quá cảnh giới kim đan, liền đánh nổ hóa thần chân tôn. Ta còn có một bằng hiếu, cũng cảnh giới kim đan, đánh nổ hóa thần. Cho nên các vị đạo hiếu, cái gì thiên hạ đệ nhất này, ngàn vạn không cần nói ở bên ngoài, ta gánh vác không nổi. Lời này vừa nói ra, mấy thánh nữ nọ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người không khỏi nói. Thì ra, bên ngoài thế mà có cao thủ nhiều như vậy. Xem ra chúng ta thật sự là xem thường anh hùng thiên hạ. Lạc Ly mỉm cười, Tây Vương mẫu nói, hồng chân, không cốc, các ngươi đi vì Lạc Ly lấy ra tiên thiên tuyệt hỏa cùng vĩnh hằng giả. Lạc Ly, người ở đây chờ đợi, bảo vật này, ở bên trong thứ nguyên bảo khố côn luân chúng ta, muốn xuất ra, ít nhất cần thời gian một ngày, mới có thể lấy ra. Một ngày này, người không cần đi loạn, ở nơi đây chờ đợi, miễn cho sinh ra sự tình khác. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đệ tử sẽ chờ đợi. Sau đó Lạc Ly trở về nơi, yên lặng chờ đợi, một ngày mà thôi, không tính cái gì. Hai cái tiên thiên linh bảo này, phân biệt là bảo vật chân hỏa cùng thần thông thường thiện phạt ác của mình cần, đối với mình nhất định ý nghĩa trọng đại. Trở lại chỗ, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại đến. Lạc Ly vừa mới dậy, đột nhiên có người đưa lại đây một phong thư tín. Mở ra xem, chính là Kiếm Ma viết cho Lạc Ly một phong thư. Kiếm Ma này, Lạc Ly vẫn có điểm ký ức, rất quái dị, ở trên lôi đài, bị mình một kích diệt sát, không có dùng tới ba tức thời gian. Hắn đưa đến thư tín, nói là muốn cùng Lạc Ly tiến hành một giao dịch, bảo Lạc Ly đến Càn Khôn Địa vực, có thứ tốt muốn bán cho Lạc Ly. Thư này từ đầu tới cuối cũng không có nói rõ ràng đến cùng là thứ gì. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly sau khi xem xong, thân thể mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, giống như giao dịch này đối với mình 10 phần quan trọng. Nhưng mà, Tây Vương Mẫu đã đặc biệt dặn dò, bảo Lạc Ly ở nơi chờ đợi, không cần ra ngoài. Nhưng mà loại cảm giác thân thể triệu hồi nọ, càng lúc càng cường liệt. Lạc Ly vạn phần tin tưởng trực giác chính mình, cắn răng một cái, trong nháy mắt đứng lên, duỗi tay ra, một tha hóa tự tại phân thân xuất hiện, giả mạo chính mình lạc ly muốn đi tới càn khôn địa vực nọ nhìn xem cái này đến cùng là giao dịch gì sao lại hấp dẫn chính mình